Tuyệt thế cường long, tề đẳng nhàn. Tập 66. Uầy, thánh giáo này cũng ra gì đó chứ, chỉ là thủ lĩnh của kỵ sĩ đoàn mà như này thì cũng hơi quá rồi. Tề đẳng nhàn cảm nhận được uy lực của một quyền này, ngay cả lông tơ đều dựng lên. Hắn nhấc tay phải, nhẹ nhàng đưa lên, vừa đúng lúc va chạm vào nắm đấm của Robin liền nhanh chóng trượt sang một bên, xoay người đẩy cổ tay đối phương. Với một đẩy này, hắn phát hiện ra uy lực của đối phương thực sự kinh người. Hừ! Robin đau đớn kêu lên một tiếng, lắc lư bả vai để tiến về phía trước, sau đó lại đánh một quyền khác vào thẳng mặt tề đẳng nhàn. Đối mặt với một cú đấm mạnh mẽ này, tề đẳng nhàn cũng lắc bả vai, giơ tay đẩy ra. Nắm đấm chạm vào lòng bàn tay hắn, phát ra một tiếng nổ lớn, khiến lòng bàn tay hắn đau đến tê dại. Ngay sau đó, hai chân hắn tiếp đất, cả người bị đánh lùi về sau khoảng 3 mét. Đám người Hồng Y giáo chủ nhìn thấy một màn này đều không có bất kỳ trách cứ nào, Robin là tín đồ thành kính nhất, là kỵ sĩ được thánh gia tiếp nhận, sức mạnh của ông ta cho dù không có sự gia trì của nước thánh cũng đã rất đáng sợ rồi. À, có chút lợi hại. Tề đẳng nhàn không khỏi hưng phấn, vừa rồi hắn vẫn chưa dùng toàn bộ lực vì hắn muốn thử xem sức mạnh của Robin này rốt cuộc lớn tới cỡ nào. Robin mặt không đổi sắc nói, nếu cậu chỉ có thế, tuyệt đối không thể nào mang theo linh hồn của Tham Tôn, cũng không phải là người được thánh chủ chọn để truyền bá phúc âm. Christian quay đầu nói với giáo hoàng, tôi thấy hình như ngài bị cậu ta gạt rồi. Tề đẳng nhàn bình tĩnh nói, tôi có phải mang theo linh hồn của Tham Tôn hay không, ông sẽ sớm biết thôi. Robin cũng không nói nhiều, thân thể nhanh chóng di chuyển, ông ta dùng cách di chuyển trong quyền anh và lao đến với tốc độ nhanh đến kinh người. Sau khi đến trước mặt tề đẳng nhàn, ông ta vung ra một tư thế quyền, hướng cú đấm vào má hắn. Khí chất của tề đẳng nhàn vào lúc này cũng bắt đầu sinh ra thay đổi. Hắn bắt đầu bày ra khí chất và sức mạnh đáng sợ của một cường giả hiếm có, khí tức chạy xuống đan điền, lục phủ ngũ tạng, gân cốt và da thịt đều đồng loạt phát ra lực, khí huyết tràn đầy, chỉ trong phút chốc cả người như biến lớn. Hắn vốn cao khoảng 1m8, vậy mà trong nháy mắt này đã cao thêm 10 phân, biến thành một người khổng lồ gần 2m. Hơn nữa, cơ bắp cũng bởi vì sung huyết mà sưng lên, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi trước người đàn ông quyền lực này. Cái quái gì đây? Robin nhìn thấy cảnh này thì giật nảy mình. Chỉ thấy tay phải của tề đẳng nhàn tựa như móng hổ, đưa ra giữ chặt nắm đấm của Robin, một tay khác uốn cong đâm thẳng vào lồng ngực ông ta. Robin nhanh chóng ôm ngực và bụng, cả người lùi lại về sau. Nhưng tề đẳng nhàn đã đuổi tới, một tay đấm thẳng vào mặt ông ta. Một cú đấm này đưa ra, ngón tay vừa rồi cũng trở nên bành trướng, cả bàn tay to như cây quạt bồ. Robin, vị thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn thánh giáo này trực tiếp bị hắn đánh một cú vào mặt, ông ta không khỏi kêu lên một tiếng, cả người bay về phía sau. Sau khi tề đẳng nhàn đánh Robin một cú, máu trong cơ thể hắn nhanh chóng trở về bình thường, tốc độ lưu thông chậm lại, chiều cao cũng khôi phục lại như bình thường. Về phần Robin bay trên không trung vài mét rồi ngã xuống đất, toàn bộ khuôn mặt đều là vết máu, xương mũi cũng bị một cú kia đấm gãy. Uầy, khả năng chịu đòn của người này cũng mạnh quá rồi, bị chiêu này của mình đánh thẳng vào mặt mà không ngất. Sau khi tề đẳng nhàn nhìn thấy Robin chỉ vừa ngã xuống đất đã nhanh chóng lắc đầu đứng dậy thì hơi kinh ngạc. Robin thực sự rất mạnh, có trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc, hơn nữa khả năng chịu đòn cũng không phải dạng tầm thường. Nếu không phải tề đẳng nhàn đột nhiên phát lực khiến ông ta trở tay không kịp thì chưa chắc ông ta đã ngã xuống. Sau khi Robin ngã xuống đất, ông ta nhịn đau bò dậy rồi đưa tay vào trong túi lấy ra một cái ống nghiệm chuẩn bị đổ vào miệng. Không khác lắm, vào lúc này giáo hoàng ho khan một tiếng. Robin nghe vậy liền dừng tay lại. Tề đẳng nhàn hỏi, đây là cái gì vậy? Đây là nước thánh của thánh giáo của chúng ta, sau khi sử dụng có thể chia sẻ và cảm nhận được quyền năng của thánh chủ. Giáo hoàng thản nhiên nói. Bắp gì cơ? Lượng máu hay thanh màu xanh, nhanh nhẹn hay sức mạnh? Tề đẳng nhàn tò mò. Hắn biết Hoa Quốc cũng có vài người có năng lực kỳ lạ như vậy, họ có thể thông qua phù chú để tăng sức mạnh cho bản thân chỉ trong thời gian ngắn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là bên thánh giáo cũng có kiểu tương tự vậy sao?
Giống như ninja của Kiệt Bành Quốc có thể sáng tạo ra dấu tay ninja thông qua cửu tự chân ngôn tự của Hoa Quốc, tất cả những người đang chiến đấu dàn trận lên phía trước để làm dịu lại tinh thần của mỗi người, từ đó vượt qua sợ hãi và kích thích khí huyết. Trong Phật giáo cũng có các loại thủ ấn như sư tử ấn và vô úy ấn, Tề Đẳng Nhàn đã gặp qua một vài cao thủ có thể đưa chúng vào trong quyền pháp rồi tạo ra những đòn đánh không hề tầm thường. Trên đầu giáo hoàng đầy vạch đen, tên này tưởng hắn đang chơi Elden Ring đấy à? Bây giờ các người đã tin linh hồn của Tham Tôn nằm trên người hắn chưa? Sức mạnh vừa rồi không phải các người chưa thấy, nhìn là biết không phải của người bình thường, hơn nữa nguồn sức mạnh còn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giáo hoàng nhìn về phía các hồng y giáo chủ, chậm rãi nói. Christian hơi cúi đầu, sắc mặt không được tốt lắm, giáo hoàng bệ hạ, xin hãy tha thứ cho tôi đã nghi ngờ ngài. Tuy vừa rồi hắn đã cho chúng ta thấy nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc nhưng sức mạnh kia không phải là của tự bản thân hắn mà theo tôi được biết đó là sức mạnh đến từ công phu truyền thống của Hoa Quốc. Công phu truyền thống giảng về hóa kình, một người đàn ông khỏe mạnh nặng 200 cân nhưng không thể bẻ gãy ngón tay của một ông già. Nếu như tôi không đoán sai thì vừa rồi hắn đã dùng tiếp hóa phát, một loại công phu gọi là thái cực quyền, mượn lực đả lực. Trên thực tế đó không phải là lực của hắn mà chỉ là mượn lực lượng của Robin để đánh lại ông ấy mà thôi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy lời này hình như đã nghe qua ở đâu. Mã Đại Sư từng tới đây lừa gạt, hay là vị hồng y giáo chủ này đã tiếp xúc với ông ấy rồi? Lý Vân Uyển ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, Tề Đẳng Nhàn nhớ ra, năng lực nghiệp vụ của Mã Đại Sư đúng là châu bò, ngay cả hồng y giáo chủ cũng biết ông ấy. Ha ha. Christian giáo chủ, công phu truyền thống của chúng ta đúng là có hóa kình, nhưng vừa rồi tôi không dùng hóa kình. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, tôi luôn dùng sức mạnh thuần túy, toàn bộ đều là tự thân phát ra chứ không phải là mượn lực như ngài nói. Christian bình tĩnh đáp, vậy thì hãy chứng minh đi. Ông ta thật sự không để tên Tề Đẳng Nhàn có tâm địa bất lương này trà trộn vào trong thánh giáo, vì thế nên mới lôi hết thảy biện pháp ra để đối phó hắn. Tề Đẳng Nhàn nhìn quanh một vòng, sau nhắm vào một gốc cây đại thụ, cũng được thôi, xưa có Lỗ Chí Thâm nhổ dương liễu, vậy để hôm nay tôi biểu diễn cho các người xem thần lực trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Sau khi nói xong câu này, hắn đi về phía cây đại thụ. Cây đại thụ này cao khoảng 5-6 mét, thân cây cũng vô cùng thô, dù là người đàn ông lực lưỡng như Robin cũng không thể dùng tay ôm hết thân cây. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết giáo hoàng từ đâu biết được hắn có thần lực. Nhưng ông ta đã cho hắn cái danh xưng này thì phải thể hiện thật tốt, nhất định phải khiến cho các hồng y giáo chủ đang đứng đây phải tâm phục khẩu phục mới được. Christian thấy Tề Đẳng Nhàn như đang chuẩn bị nhổ cây đại thụ này lên thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, ông ta thầm khiếp sợ thật sao? Trên thế giới này thật sự có người có sức mạnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ trên người hắn thật sự mang linh hồn của Tham Tôn? Danh tiếng của Tham Tôn trong thánh giáo thật sự rất lớn. Đó là nhân vật trong truyền thuyết mạnh tới mức bất khả chiến bại, còn có thể được coi là thần tượng trong lòng rất nhiều đàn ông. Tề Đẳng Nhàn cởi áo vest ra ném cho Lý Vân Uyển, sau đó hắn xắn tay áo sơ mi lên, nếu như tôi có thể nhổ cây đại thụ này lên sẽ chứng minh trong người tôi chứa linh hồn của Tham Tôn đúng không? Robin nghiêm nghị nói, nếu cậu có thể nhổ cây đại thụ này lên mà không mượn bất kỳ ngoại lực nào thì đương nhiên sẽ không còn ai nghi ngờ nữa. Sức mạnh của Tham Tôn ở thánh giáo chúng ta là đệ nhất. Tề Đẳng Nhàn không đợi ông ta nói xong đã ngồi xổm trước gốc cây, hai tay giơ lên ôm lấy thân cây. Cánh tay hắn chưa thể ôm hết thân cây đại thụ nhưng khi hắn ôm lấy thân cây, ngón tay dùng sức đâm xuyên qua thân, 10 ngón tay tựa như đinh sắt mà đâm thật sâu vào. Đối với những cao thủ bình thường, dùng lực để bẻ gãy thân cây không phải là chuyện gì lớn, nhưng nhổ từ gốc lên thì quả là vô cùng khó khăn. Cây cối đều có bộ rễ cắm sâu trong lòng đất để hút dinh dưỡng, nếu muốn nhổ rễ thì cần nhiều lực hơn rất nhiều. Nhưng sức mạnh của Tề Đẳng Nhàn đã không còn nằm trong phạm vi của con người, thêm cả việc hắn loại quyền pháp mà hắn luyện lại vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, khỏi phải nói, sức lực của hắn đã sớm bỏ xa người bình thường. Quóc! Hơi thở của Tề Đẳng Nhàn gì xuống, trong bụng phát ra tiếng cóc kêu, hắn nặng nề thở mạnh ra. Cỗ khí truyền ra mạnh tới nỗi có thể đẩy ngã ai đó. Mọi người xung quanh nhìn thấy cơ bắp dưới lớp áo sơ mi của hắn thoáng sưng lên, như muốn nứt toạc lớp áo bên ngoài.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của các hồng y giáo chủ, cơ thể Tề Đẳng Nhàn ngửa ra sau, hai chân dậm chặt vào đất, dùng sức nhổ thân cây lên. Cây đại thụ dần bị nhổ lên, từng lớp rễ vốn ẩn giấu trong bùn đất cũng lộ ra ngoài. Là khí thế lực bạt sơn hề. Giờ phút này trong đầu Lý Vân Uyển chỉ có một câu thơ như vậy. Câu thơ trong Lý Tào của nhà thơ Quý Dương từ thời nhà Tần. Nội dung bài thơ miêu tả nỗi đau khổ và sự kiên cường của nhà thơ khi bị trục xuất đến vùng đất hoang vu. Lực bạt sơn hề được dùng để biểu hiện sức mạnh và ý chí của nhà thơ cũng như sự khao khát được trở về quê hương. Câu thơ này miêu tả Hạng Vũ, nhưng vào giờ phút này dùng trên người Tề Đẳng Nhàn cũng không phải nói quá. Bùn đất theo lớp rễ bay lên, tán loạn khắp nơi, cả gốc đại thụ đã bị Tề Đẳng Nhàn nhổ lên. Hắn vặn thắt lưng, lắc vai, ném cây đại thụ vào tường. Sau khi chứng kiến một màn này, ngay cả giáo hoàng cũng phải run rẩy, ông ta thật sự không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại có thể mạnh mẽ đến mức này, một cây đại thụ như thế, nói nhổ là nhổ. Quát, Robin cũng kinh ngạc mà hô lên, ông ta có chút không dám tin vào mắt mình. Các hồng y giáo chủ đứng bên cạnh mặt mũi nở ra, không nói nên lời. Sức mạnh lớn như vậy, thêm cả việc giáo hoàng đã nói trên người Tề Đẳng Nhàn có linh hồn của tham tôn, giờ đây hắn dựa vào thần lực mà nhổ hẳn một cây đại thụ để chứng minh, đã như thế rồi bọn họ còn lời nào để nói nữa đây. Christian cũng run rẩy, thần lực, thật sự là thần lực. Khí chất và sức mạnh này không phải là loại mà người bình thường có thể có được. Chẳng lẽ hắn thật sự là thánh tử mà thánh chủ phái tới? Là người mang theo linh hồn của tham tôn? Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ hai tay, chụp mảnh gỗ từ trên cây xuống, thản nhiên hỏi, bây giờ còn ai nghi ngờ tôi nữa không? Một đám hồng y giáo chủ lấm lét nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu, không nói gì nữa. Ngay cả Christian cũng bị thuyết phục, ông ta cúi đầu thật thấp trước mặt giáo hoàng, kính thưa bệ hạ, tôi không nên nghi ngờ lời nói tối thượng của ngài. Ngài là người phát ngôn của Thánh Chủ ở Phàm Trần, tất cả những gì ngài làm đều là vì truyền bá phúc âm của Thánh Chủ. Tôi ở đây xin lỗi ngài, là do tôi chưa đủ thành kính. Giáo hoàng đưa tay sợ nhẹ lên đầu Christian, ông không cần phải quá tự trách, dù sao thì việc ý chỉ của Thánh Chủ rơi vào một người Hoa Quốc đúng là một điều khó có thể tưởng tượng được. Ông nghi ngờ cũng là chuyện đương nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà ông phải nhớ cho kỹ, thế giới này đều là do Thánh Chủ sáng tạo ra. Tất cả chúng sinh đều là con của Thánh Chủ. Lòng nhân ái của Thánh Chủ không có ranh giới lãnh thổ, không phân biệt màu da. Mọi người lắng nghe giáo hoàng nói, ai nấy đều cúi đầu. Ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng làm theo, hắn tán thưởng, giáo hoàng bệ hạ nói rất đúng. Trong lòng giáo hoàng vui như nở hoa, Tề Đẳng Nhàn có năng lực như vậy. Việc để cho hắn tiếp nhận chức tổng giám mục khu vực phía Nam chính là chuyện tốt, một khi hắn bày ra thần lực nhất định có thể mang đến cho thánh giáo nhiều tín đồ hơn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tề Đẳng Nhàn lại thầm niệm một tiếng. Giáo hoàng mỉm cười nói, vậy chuyện để Tề giáo chủ đảm nhiệm chức tổng giám mục khu vực phía Nam của chúng ta, còn ai có ý kiến nữa không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ mình không có ý kiến. Giáo hoàng gật đầu với giám mục phụ tá, cậu ta nhanh chóng lui xuống, một lát sau cầm khay chạy về, trên khay là một bộ hồng y rất bắt mắt, còn có một cây quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của thánh giáo tại khu vực phía Nam. Quyền trượng không dài nhưng có chất liệu khá đặc biệt, nhìn bằng mắt có thể thấy nó thuộc về một lịch sử lâu đời. Ngày mốt đại điển cậu mặc bộ hồng y này đi, tôi sẽ đích thân bổ nhiệm cậu, giáo hoàng nói. Tề Đẳng Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau khi hắn trở thành tổng giám mục khu vực phía Nam, để xem còn ai dám để cho hắn danh khủng bố nữa. Đến lúc đó chỉ cần vung quyền trượng lên, các tín đồ của thánh giáo sẽ dùng nước bọt dìm chết mấy người đó. Giáo hoàng chuẩn bị quần áo cho để cho Tề Đẳng Nhàn mặc vào đại điển ngày mốt. Nhưng cũng không trao quyền trượng cho hắn luôn mà đến ngày cử hành đại điển mới tận tay trao cho hắn. Cho tôi xem trước được không? Đến lúc đó tôi sợ lạ tay, không biết phải làm thế nào. Tề Đẳng Nhàn cười ngượng. Giáo hoàng gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Dưới những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của đám hồng y giáo chủ, Tề Đẳng Nhàn tiếp nhận cây quyền trượng màu đen này. Sau khi hắn cầm quyền trượng trong tay,
sắc mặt nhanh chóng trở nên hưng phấn, vung quyền trượng trong tay, hô Avada Kedavra. Chấm chấm chấm. Các hồng y giáo chủ nhìn hắn với ánh mắt sửng sốt. Lý Vân Uyển cũng há to miệng, sau đó vỗ mạnh trán mình hai cái, ôi cái người này sao lại trẻ con như vậy. Giáo hoàng ngẩn người, ông ta nhìn Tề Đẳng Nhàn, có chút không hiểu ý hắn. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, hắn lại vung quyền trượng lên, phát âm cũng rõ hơn, Avada Kedavra. Hắn vung quyền trượng về phía trước, thấy không có chuyện gì thì ỉu xìu thất vọng. Hắn không thấy luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện. Đây là quyền trượng của Tổng Giám Mục, không phải pháp trượng của Ma Pháp Sư. Giám Mục Tề đang làm gì vậy? Christian nhìn không nổi nữa, giận dữ quát lớn. Cũng may đây là bí mật, nếu để hôm phát sóng toàn cầu Tề Đẳng Nhàn nhận quyền trượng từ trong tay giáo hoàng, sau đó nói một câu Avada Kedavra, không biết toàn bộ thánh giáo có bị loại trừ theo hắn luôn không? Tề Đẳng Nhàn xấu hổ cười cười, nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn thử chút thôi. Có vẻ như tôi là Marco. Chấm chấm chấm. Christian bị hắn chọc tức đến trợn mắt, lúc này ông ta lại quay ra tự hỏi không biết giáo hoàng tìm ra một cực phẩm sống như này từ đâu ra. Giáo hoàng cũng đen mặt, đưa tay về phía Tề Đẳng Nhàn, cầm lại đây. Tề Đẳng Nhàn trả lại quyền trượng cho giáo hoàng, còn không quên nói, hay bệ hạ cũng biểu diễn chút đi. Giáo hoàng thực sự muốn lấy quyền trượng này gõ đầu hắn hai cái để xem có mấy bộ não heo ở trong đó. Ở đại điển, tôi hy vọng cậu không gây ra chuyện gì, nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Giáo hoàng lớn tiếng nói. Đương nhiên sẽ không, tôi cũng chỉ thử kín mà thôi, nếu như thật sự học được Avada Kedavra thì cũng đâu cần thiết phải biểu diễn cho dân chúng trên toàn cầu xem. Không được thể hiện ma pháp với Marco là luật mà, Tề Đẳng Nhàn đáp. Lý Vân Uyển thật muốn tìm một kẽ hở mà chui vào, ở cùng một chỗ với tên này mất mặt quá đi mất. Một đám hồng y giáo chủ đê ớp không khỏi hoài nghi nhân sinh, vì sao loại người như này lại được thánh chủ chọn? Lại có thể mang theo linh hồn của tham tôn trên người? Tại sao hắn lại trở thành tổng giám mục khu vực phía nam được hay vậy? Giáo hoàng rốt cục không nhịn được nữa, trầm giọng nói, phát cóp. Tề Đẳng Nhàn cầm hồng y rời đi cùng Lý Vân Uyển. Nếu hắn còn ở lại, chắc sẽ khiến giáo hoàng tức điên lên mất. Bệ hạ, ngài thật sự muốn cho người này đảm nhiệm chức tổng giám mục phía nam. Ngài không sợ, cậu ta dạy mọi người Avada Kedavra trong giáo đường sao? Christian có hơi lo sợ bất an hỏi. À, giáo hoàng hít một hơi khí lạnh, sau đó lắc đầu, chắc không có đâu, vừa rồi chỉ là đùa giỡn để gia tăng bầu không khí thôi. Các hồng y giáo chủ lại không hề cảm thấy hắn đang giỡn mà thật sự hoài nghi liệu quyền trượng có thể phóng ra chút ma lực nào hay không. Tề Đẳng Nhàn cầm hồng y trong tay, cùng Lý Vân Uyển rời khỏi giáo đường. À, 6 tỷ mua sự cô độc, tôi còn tưởng quyền trượng này có công năng đặc biệt gì cơ, không ngờ lại là Marco. Tề Đẳng Nhàn thở dài. Anh có muốn sống như bảo vật vậy không? Trước mặt nhiều hồng y giáo chủ như vậy, còn có giáo hoàng nữa. Thế công việc thì sao? Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, đấm hắn mấy cái thật mạnh. Tề Đẳng Nhàn nói, hay là bùa chú bị sai nhỉ? Lát nữa phải quay lại tìm giáo hoàng để hỏi mật mã nội bộ, nhất định là có gì đó. Lý Vân Uyển cạn lời với tên nhóc này. Anh lén điều hành công việc thôi, cũng đừng có nhắc tới trên sóng toàn cầu. Lý Vân Uyển cảnh cáo. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Với cả. Tôi không dùng được Avada Kedavra, Tề Đẳng Nhàn có chút thất vọng nói. Lý Vân Uyển điên cuồng trợn mắt, cảm thấy giáo hoàng thật sự là một người có tố chất, nếu được thay đổi vị trí, nhất định cô ta sẽ đánh vào đầu tên Marco này. Tuy Tề Đẳng Nhàn biết loại chuyện ma pháp này không đáng tin cậy lắm, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn chính của thánh giáo, huống chi cây quyền trượng kia cũng là giáo hoàng lấy ra, chuyện này khiến cho hắn ôm không ít mộng tưởng. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu có thể dùng quyền trượng khai triển Avada Kedavra thì còn luyện võ công làm gì nữa, cứ phất trượng lên là người ta nằm chết tại chỗ rồi. Lý Vân Uyển nói, hôm nay biểu hiện của anh không tệ, những hồng y giáo chủ kia đa số đều phục tùng cả rồi. Nếu có thể trở thành tổng giám mục, tội danh khủng bố kia cũng không cần lo nữa. Hơn nữa chỉ cần anh mặc hồng y vào thôi, đám người đứng đầu Hoa Quốc kia cũng đủ gặp rắc rối rồi.
phó lão bọn họ có thể mượn cơ hội này để phản kích. Người theo tín ngưỡng thánh giáo ở Hoa Quốc không nhiều lắm, nhưng trên thế giới thánh giáo lại được nhiều tín đồ tôn sùng nhất, Tề Đẳng Nhàn chỉ cần khoác lên mình bộ hồng y, còn phải nói nữa sao, tổng giám mục bị Hoa Quốc treo tội danh khủng bố. Ý gì vậy, coi thường thánh giáo sao? Đó là phân biệt đối xử hay chèn ép? Cái nồi dư luận này không ai có thể cõng nổi. Tề Đẳng Nhàn về nơi ở cùng Lý Vân Uyển, sau đó mới rảnh rỗi để đánh giá cẩn thận bộ hồng y. Hồng y này của hắn vẫn có chút khác biệt so với bộ mà đám hồng y giáo chủ hôm nay mặc, chỉ cần quan sát cẩn thận là thấy. Ôi bộ đồ trị giá 6 tỷ đô, trái tim Tề Đẳng Nhàn như đang rỉ máu, hắn phải tống tiền bao nhiêu người? À không, hắn phải kiếm bao lâu mới tích đủ tiền để trả lại khoản nợ này? Tề Đẳng Nhàn dùng móc treo áo lên, đặt ở nơi dễ thấy nhất. Đây nhất định là món đồ xa xỉ đắt nhất thế giới. Lột bộ đồ vàng ngọc của vua Thất Tinh Lỗ ra cũng không sánh bằng nữa là. Tất thảy đều thuận lợi, mau giao ra những thứ mà mấy người đang nắm giữ đi, ván cờ sẽ sớm đảo ngược. Tề Đẳng Nhàn gửi tin nhắn cho Ngọc Tiểu Long. Hiện tại, Hồng Y đã đến tay, quyền trưởng cũng đã định là đại điển sẽ trao cho hắn. Ngọc Tiểu Long bên kia đang nắm giữ chứng cứ tẩy trắng cho hắn và Lục Chiến Long, lúc này cũng có thể tung ra rồi. Những bằng chứng này đưa ra mang một vai trò, chắc chắn không lớn, thậm chí có thể khiến rất nhiều người nghi ngờ và bất mãn. Nhưng đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói, đó chẳng qua chỉ là một mồi nhử mà thôi. Chiêu thức cuối cùng nằm trong đại điển của Thánh giáo cơ. Ngẫm lại lúc những kẻ thù kia xem TV Livestream, chứng kiến hắn nhận lấy quyền trưởng tổng giám mục từ trong tay giáo hoàng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sảng khoái không thôi. Tuy Tề Đẳng Nhàn đang ở nước Thiên Chủ, nhưng Hương Sơn lại hoàn toàn hỗn loạn. Hắn ra tay giết người trong đại hội võ đạo đó, đánh chết hết mấy cao thủ nổi danh như thiếu chủ Hồng Bang Mạnh Huyền Thông, thiếu đà chủ Long Môn Trần Hùng Phi hay thậm chí là nhân vật hơn thế nữa. Cái chết của hai người này đều vô cùng thê thảm, việc này khiến cho trên dưới Hồng Bang đều cảm thấy vô cùng tức giận. Tên họ Tề thật quá đáng, chém đầu người nhà thượng quan đã đành, còn dám chạy đến Hương Sơn giết người. Hồng Bang ở Hương Sơn còn đang chuẩn bị tìm đến Dương Quan Quan để gây phiền toái, hoàn toàn không nghĩ tới việc Dương Quan Quan lại nhảy ra gây sự trước, cô ta dùng một khoản tiền lớn để đập đi xây lại võ đường đối diện bọn họ, sau đó ngay cả trang trí lại cũng không thèm, để thẳng bảng hiệu là võ đường chiến thiên. Nhằm vào ai đây, không cần nói cũng tự biết chứ còn gì nữa. Mở võ đường ở Hương Sơn phải được rất nhiều võ sư Hương Sơn đồng ý mới được. Cô ta đột nhiên mở võ đường như vậy, tuy chỉ đề một tấm biển nhưng vẫn khiến người khác đến kiếm chuyện. Ngày treo biển, có người đến tận võ đường để phá. Kết quả là các cao thủ đạt tới trình độ ám kình đều bị một mình Dương Quan Quan đánh gục. Cao thủ trình độ cao hơn cô ta thì bị một tên điên đứng nói lải nhải cho chán thì thôi, còn có một người đàn ông gầy gò giống như biến thái ra tay đánh ngã. Trình độ của oán quỷ chỉ yếu hơn đại sư phụ Liễu Tông Nham Toái của phái Nham Toái Lưu một chút mà thôi, thậm chí trước đó anh ta từng có chiến tích giết chết hơn 10 cao thủ kiếm đạo của nước Kiệt Bành. Về Dạ Ma cũng khỏi cần phải nói, tuy trình độ nói chuyện của anh ta sắc bén nhưng thực lực cũng không phải là yếu, huống gì gần đây sau khi bị treo ngược một lần, võ công của anh ta khởi sắc hơn rất nhiều, tiến bộ rõ rệt. Có hai người này ở võ đường. Cho dù chiến phi có đích thân đến thì bọn họ vẫn có thể chống đỡ được. Mà chưa kể hiện giờ chiến phi đang bị đả kích lòng tin nghiêm trọng, thanh danh cũng tụt dốc không phanh, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ liệu anh ta có thực sự có năng lực hay không, vì sao hôm đại hội võ đại đó anh ta lại không ra tay. Anh ta là một trong những nhân vật chính của đại hội võ đạo, võ sư đến tham dự đại hội bị đánh chết vậy mà chủ trì như anh ta lại không ra tay, thật khiến người ta thật khó có thể chấp nhận. Thậm chí có người nghi ngờ vị cao thủ đệ nhất của Hương Sơn này có phải là hữu danh vô thực hay không, biết đâu anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì sao. Dù sao thì môn quyền pháp Thái Cực Quyền này cũng là nơi sinh ra nhiều kẻ lừa đảo nhất, bởi vì môn quyền pháp này có lý thuyết siêu hình nhất trong các môn võ nội công, giả vờ đánh đổ mấy ngàn cân cũng chỉ giống như trò trẻ con. Tùy tiện tìm một người đàn ông mạnh mẽ, cho anh ta một khoản tiền rồi để cho anh ta bẻ ngón tay mà không nhúc nhích. Sau đó nói cho mọi người biết đây là Thái Cực Quyền, không phải nổi tiếng rất dễ sao? Ví dụ Bát Cực và Hình Ý thì sao?
ít nhất cũng phải đập vỡ viên gạch trước mặt người ta mới được chứ, đúng không? Thái cực quyền rất dễ để giả mạo, vì vậy mới có hiện tượng lừa đảo tràn lan. Mà những quyền pháp khác khá cứng nhắc, lừa người khác cũng khó. Mà vừa hay Chiến Phi lại luyện thái cực quyền, thêm việc anh ta không dám ra tay trong đại hội võ đạo, thậm chí Dương Quan Quan đã mở võ đường chiến thiên rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến rất nhiều người nghi ngờ về danh tiếng đại cao thủ của anh ta, liệu là hàng thật giá thật hay chỉ là tên lừa đảo chuyên nghiệp. À, chỉ được đánh không được giết, khó chịu quá. Cái này thì khác gì nhà sư đi coi triển lãm xe đâu, rõ ràng biết chỉ cần tìm được chân dài là hạnh phúc nhưng trong túi không có đồng nào. Sau khi oán quỷ đại bại một cao thủ luyện thái lý Phật, anh ta phát rồ nắm lấy dâu của mình. Dương Quan Quan bình tĩnh nói, người ta đã dựa theo quy củ giang hồ mà phá võ quán thì nhất định phải chừa lại cho họ một đường, đánh chứ không giết. Dạ Ma ở một bên cười quái dị, tôi thấy cao thủ ở Hương Sơn cũng chỉ là như thế mà thôi, một người để đánh đàng hoàng cũng không có. Chiến Phi là cao thủ chân chính, đáng tiếc là tâm tình của anh ta không được ổn định. Trên đại hội võ đạo anh ta bị nhị đương gia của các người dọa muốn bay mất lá gan, nếu không e là đã đến phá từ sớm. Dương Quan Quan nói với vẻ mặt thờ ơ. Dạ Ma cùng oán quỷ đều gật đầu tán thành. Dạ Ma cảm thán, đương nhiên rồi, ai nhìn qua cảnh đại đương gia và nhị đương gia ra tay đều sẽ chịu đả kích. Người trong võ đường bắt đầu lần lượt rời đi. Muốn nhằm vào Dương Quan Quan cũng có chút khó. Tự nhiên nhảy ra một tên điên cùng một tên khỉ gầy từ đâu tới, lại còn lợi hại như vậy, lúc trước bọn họ chưa từng thấy qua hai người này trên giang hồ. Xem ra hôm nay không có ai tới nữa. Dương Quan Quan nhìn thoáng qua ngoài cửa võ đường, đã không còn ai nữa, trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười lạnh. Cô ta đã sớm khó chịu với Chiến Phi, lần này Chiến Phi không chết ở đại hội võ đạo khiến cô ta cảm thấy có chút bất ngờ. Sau đó mới biết được là do người da trắng tên Clark kia đi ra quấy rối. Trận chiến đó gây ồn ào không nhỏ. Oán quỷ thở dài, cảm thấy cả đời này có lẽ không có cơ hội xuất đầu lộ diện. Đang phiền lòng thì vô tình nghe thấy tin tức The Nark phát sóng trực tiếp trên TV. Hôm nay, Giáo Hoàng Thánh Giáo sẽ tự mình bổ nhiệm Tổng Giám mục khu vực phía Nam của Thánh Giáo, nghe đồn vị giáo chủ này là một người phương Đông, hơn nữa còn là người Hoa Quốc. Đây cũng sẽ là vị tổng giám mục đầu tiên xuất hiện trong lịch sử thánh giáo. Người dẫn chương trình xúc động nói. Oán quỷ khinh thường nói, thánh giáo. À, chỉ là giáo phái của người phương Tây thôi, bây giờ đã xâm lược văn hóa đã đến mức này rồi sao? Tổng giám mục khu vực phía Nam mà lại chọn một người Hoa Quốc, lố bịch. Dạ Ma ở bên cạnh cũng gật đầu. Oán quỷ nói, người phương Đông chúng ta chỉ nên tin Phật tín đạo. Đây mới là giáo phái của địa phương. Đồ của người Tây chơi không nổi. Lúc nói chuyện, tâm tình của oán quỷ trở nên kích động, anh ta hét lớn nói, giết giết giết, tất cả mọi người nên tín ngưỡng đạo của tôi, giết hết chúng sinh, giết hết. Trên thế giới này không có sinh linh mới là sạch sẽ. A, à, giết giết giết. Giết a a a a. Dương Quan Quan ở bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn oán quỷ. Cảm thấy lần phát điên này của anh ta nặng hơn bình thường thì phải. Giáo phái của người phương Tây không nên xâm nhập vào phương Đông chúng ta, đến người nào tôi giết người đó, a à, giết giết. Oán quỷ kích động kêu lên. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt anh ta dừng lại trên một thân mặc hồng y của thánh giáo, vẻ mặt người này trang nghiêm, chậm rãi đi vào đám đông giáo sĩ, vẻ mặt anh ta nhất thời cứng đờ. Oán quỷ nói, tôi cảm thấy giáo phái phương Tây cũng không tệ. Giết hết lũ tham nhũng là tốt, nhưng nhiều người như thế làm sao giết sạch đây? Thánh giáo giảng về lòng nhân ái, cũng không tồi. Ừm, có lý. Dạ Ma hừ lạnh một tiếng, sao lại thay lời rồi? Rắm cái rắm gì đây, đám thánh giáo đều là giả nhân giả nghĩa, chỉ có đạo giáo của Hoa Quốc mới đúng. Ừm, lời cậu vừa nói cũng rất có đạo lý, thánh giáo đại ái vô cương, rất tốt. Có lý. Dạ Ma cũng đột nhiên thay đổi lời nói. Dương Quan Quan đang kinh ngạc vì sao thái độ của hai tên này lại quay ngoắt như vậy, nhanh chóng ngẩng đầu lên xem tivi, cũng bị dọa sợ một phen. Vương Đức Phát, Dương Quan Quan theo bản năng hô lên bằng tiếng nước ngoài. Hậu lễ cua. Cô ta run rẩy vươn, chỉ vào tivi hỏi, đó có phải nhị đương gia của mấy người không? Oán quỷ nói, nhị đương gia cái gì?
đó là Tổng Giám mục khu vực phía Nam của Thánh giáo chúng ta. Thánh giáo chúng ta, Dạ Ma ngạc nhiên. Từ giờ phút này trở đi, tôi quyết định buông Phật Châu xuống, một lòng tin Thánh giáo. Oán quỷ muốn chắp tay, nhưng đưa đến một nửa lại vươn thẳng lên, sau đó đưa xuống, qua phải, qua trái, vẽ một chữ thập. Dạ Ma khiếp sợ, mẹ nó, tên thần kinh này ở U Đô nhiều năm như vậy chưa bị treo cổ là có nguyên nhân cả. Phải học hỏi. Gâu ly gâu chi, thường được dùng để chỉ những người vô lễ, bất lịch sự, hay gây sự với người khác. Hoặc cũng có thể được dùng một cách hài hước hoặc tự nhận để diễn tả tính cách mạnh mẽ, gan dạ, hay không sợ hãi của một người. Trong đại sảnh tuyên giáo của nhà tù U Đô, tất cả tù nhân cũng đang theo dõi tin tức hôm nay. Tất cả đều trợn mắt há mồm. Mẹ kiếp, đó không phải là nhị đương ra sao? Cậu ấy trở thành tổng giám mục khu vực phía Nam của Thánh giáo từ khi nào? Nhị đương ra thật châu bò, không nói tiếng nào đã trở thành tổng giám mục phía Nam của Thánh giáo. Vậy sau này chúng ta sẽ theo Thánh giáo? Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi sẽ là một tín đồ Thánh giáo sùng đạo. Nhà tù U Đô sẽ đổi tên thành nhà tù Thánh giáo, nhị đương ra đỉnh thật. Tất cả tù nhân đều chú ý tới nhân vật chính trên tin tức hôm nay, Tề Đẳng Nhàn. Hắn mặc hồng y, được rất nhiều ống kính vây quanh, phía phát sóng trực tiếp hẳn cũng biết rõ hắn là nhân vật chính của đại điển hôm nay. Đại điển của Thánh giáo tuy hiếm nhưng lần này khác hoàn toàn trước kia, Thánh giáo muốn bổ nhiệm một vị tổng giám mục khu vực phía Nam không phải là người phương Tây, tin tức này đúng là gây sốc. Các tù nhân đều cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, ai nấy đều chăm chú ghé tai lắng nghe. Tên vua khủng bố nhìn đến mức ngây cả người. Lẩm bẩm, sao lúc trước lại không nghĩ ra ý tưởng này chứ? Nếu tôi có thể nghĩ đến đây, tuyệt đối không bị truy nã trên toàn thế giới. Tề Đẳng Nhàn vừa mới bị quy cả khủng bố không bao lâu, chỉ chớp mắt đã chạy đến nước Thiên Chủ tham gia đại điển, hơn nữa còn khoác lên người bộ hồng y. Tề Bất Ngữ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn mặc hồng y của Tổng Giám Mục cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có Thánh giáo phía sau lưng, còn ai dám nói con trai ông là khủng bố nữa. Phỏng chừng, không lâu nữa gia tộc Rothschild sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn. Jimmy không bị giết bởi Tổng Giám Mục mà bị giết bởi một tên khủng bố vô danh nào đó, nhưng vì một số hiểu lầm bla bla. Về phía Hoa Quốc cũng sẽ đứng ra khẳng định làm sao Tề giáo chủ có thể là khủng bố được. Trước đây là vì có người đứng ra tung tin thất thiệt chứ chúng ta chưa bao giờ nói những lời như vậy. Dù sao thì khi mọi người nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn mặc hồng y trên kênh tin tức với vẻ mặt trang nghiêm, trong lòng đều là không hẹn mà cùng chửi một câu mẹ kiếp. Báo mực nước ngoài nhiều lắm cũng chỉ có thể giống như Dương Quan Quan nói hai câu cua hậu lễ hoặc Vương Đức Phát. Ngọc Tiểu Long cũng xem tin tức cùng Long Á Nam, cô vẫn bị Long Á Nam gọi. Tiểu thư, cô nhìn tên chó kia có phải khá giống tên họ Tề. Long Á Nam nhìn tin tức. Nhìn không được mà hô một tiếng. Ngọc Tiểu Long đang từ trong phòng đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy ống kính dần dần kéo gần, quay thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Trong mắt cô suýt rớt xuống đất, kinh ngạc nói, mẹ kiếp. Có thể khiến cho người như Ngọc Tiểu Long nói ra hai chữ này khó như lên trời, có thể thấy được cô đang sốc như thế nào. Khó trách hắn tự tin như vậy, thì ra là gia nhập Thánh giáo, hơn nữa còn tham gia đại điển của Thánh giáo. Còn mặc hồng y. Ngọc Tiểu Long há to miệng, vô cùng khiếp sợ nói. Long Á Nam cũng kinh ngạc đến mức nói không nên lời, ngay từ đầu tôi cũng đã từng nghĩ xem hắn sẽ dùng cách nào để tẩy trắng, hóa ra là cách này. Ngọc Tiểu Long mím môi, hắn làm thế nào vậy? Dù sao thì cũng mang danh khủng bố, vậy mà có thể khiến giáo hoàng đứng ra phong hắn làm tổng giám mục khu phía Nam. Long Á Nam lắc đầu, người này thật sự trâu bò. Ngọc Tiểu Long chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới bộ hồng y này do Tề Đẳng Nhàn bỏ ra 6 tỷ đô mới mua được. Giáo hoàng đồng ý làm giao dịch này cùng Tề Đẳng Nhàn một phần cũng là vì hành vi của hắn không đến nỗi nào, không nổ mìn hay làm tổn thương dân chúng, hoặc chuyện vi phạm đạo đức gì đó. Nếu hắn thật sự lái máy bay đâm vào tòa nhà, chỉ một thoáng đã giết chết hàng trăm, hàng ngàn người, dù thánh chủ có hạ phàm cũng không thể rửa sạch cho hắn. Giờ thì vui rồi. Hắn làm tổng giám mục khu vực phía Nam, những người nhà họ Triệu sẽ sưng mặt lên cho coi. Mấy ngày nay chúng ta chỉ cần đứng xem náo nhiệt là được rồi, sẽ thú vị lắm đây.
Trên mặt Ngọc Tiểu Long hiện ra một nụ cười lạnh. Không phải Triệu Huyền Hoàng thích tính kế lắm sao? Chiêu này của Tề Đẳng Nhàn không biết ông ta có tính được không? Giờ phút này, Tề Đẳng Nhàn bước lên sân khấu trước sự vây quanh của đông đảo giáo sĩ, hắn đứng trước mặt giáo hoàng. Giáo hoàng mặc áo bào trắng, đầu đội vương miện, nhận quyền trượng từ khay trong tay của giáo sĩ ở bên cạnh, trịnh trọng nói, Tề giáo chủ, từ hôm nay trở đi, cậu chính là tổng giám mục khu vực phía nam của thánh giáo chúng ta. Hy vọng cậu sẽ làm gương, nêu cao sự thành kính đối với thánh chủ, truyền bá ân sủng và sự vinh quang của ngài. Hãy để thế giới được cứu rỗi, để cho tất cả chúng sinh biết đến lòng nhân từ. Tề Đẳng Nhàn đưa tay nhận lấy quyền trượng từ giáo hoàng, ngữ khí vang dội nói, vâng thưa giáo hoàng tôn kính. Tôi nhất định sẽ gánh vác trọng trách mà thánh chủ đã ban. Đôi mắt giáo hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí ánh mắt còn mang theo sát khí và cảnh cáo. Giáo hoàng đang sợ hắn sẽ giơ quyền trượng lên và hô Avada Kedavra trên sóng trực tiếp trước toàn thế giới. Cầu xin vinh quang của Chúa ở cùng cậu. Cầu xin ân huệ của Chúa ở cùng cậu. Cầu xin Chúa. Giáo hoàng đưa tay vào trong một cái bát lớn đắt tiền, nhúng nước từ bên trong, rắc lên đầu và quần áo Tề Đẳng Nhàn, miệng cầu nguyện. Tề Đẳng Nhàn không khỏi có chút kích động, đây chính là người đứng đầu tôn giáo quyền lực nhất thế giới đang làm lễ cho hắn sao? Sau khi làm phép xong, liệu có thể dùng được Avada Kedavra chứ? Được rồi. Cậu đi xuống đi, hy vọng cậu có thể gánh vác trách nhiệm này. Giáo hoàng ân cần nói. Vâng thưa giáo hoàng bệ hạ tôn kính, Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, sau đó cầm quyền trượng đi xuống sân khấu. Lúc bước xuống, Tề Đẳng Nhàn khẽ vung quyền trượng, trong lòng thầm niệm chú một câu. Điều này người ngoài không chút để tâm. Nhưng giáo hoàng biết tên trẻ con này đang làm cái trò mèo gì, chắc lại Avada Kedavra chứ gì. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn có chút thất vọng, lặng lẽ về chỗ ngồi. Hồng y giáo chủ xung quanh đều biểu hiện ra sự ngưỡng mộ, thay nhau chúc mừng hắn thành công trở thành tổng giám mục khu vực phía nam. Christian trầm giọng nói, Tề giáo chủ, nếu cậu đã trở thành đại giáo chủ khu phía nam vậy thì phải ra dáng một chút, không thể tùy ý như trước, biết không? Tôi là tổng giám mục khu vực phía nam, so với hồng y giáo chủ các vị thì chức vụ của ai cao hơn? Tề Đẳng Nhàn nhịn không được hỏi. Của cậu, Christian nói. Vậy ông nói chuyện với tôi như vậy, Tề Đẳng Nhàn ngạo nghễ. Christine suýt bị tên này làm cho tức chết, hậm hực quay đầu, không nói lời nào. Tề Đẳng Nhàn sờ quyền trượng trong tay, vẻ mặt mang theo nụ cười nhưng trong lòng lại rỉ máu, tốt xấu gì quyền trượng cũng làm bằng vàng nguyên chất. Vậy mà cầm không khác gì khúc gỗ, chút phép thuật cũng không có. Đợi đến khi đại điển chấm dứt, Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng bị đám phóng viên vây quanh, ai nấy đều hỏi Tề Đẳng Nhàn sau khi trở thành tổng giám mục có cảm giác gì, tương lai chuẩn bị phát triển tín ngưỡng thánh giáo như thế nào. Tề Đẳng Nhàn trả lời từng người một rất đứng đắn, việc này khiến cho giáo hoàng ở xa xa quan sát không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các phóng viên nhiên đều là người có IQ cao. Trong trường hợp này không có bất cứ ai hỏi Tề Đẳng Nhàn về vụ khủng bố, thậm chí ngay cả mâu thuẫn giữa hắn và gia tộc Rothschild cũng không đề cập tới một dấu chấm câu. Điều này khiến cho Tề Đẳng Nhàn thầm kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị một đống lý do mà sao không ai hỏi. Các phóng viên cũng không phải kẻ ngốc. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn đã là Tề giáo chủ rồi, hơn nữa còn là tổng giám mục khu vực phía nam. Hỏi hắn những câu hỏi như vậy có khác gì nghi ngờ lựa chọn của giáo hoàng? Có khác gì đang tát vào mặt thánh giáo? Đến lúc đó thánh giáo nổi giận thì ai gánh vác được trách nhiệm này? Huống chi trong nền văn minh phương Tây, tín ngưỡng thánh giáo chiếm đại đa số, rất nhiều phóng viên đều là giáo đồ đương nhiên không thể nào hỏi tới vấn đề này. Cứ như vậy, chuyện thân phận khủng bố của Tề Đẳng Nhàn bị bỏ qua. Thậm chí, khi tin tức phát sóng, việc hắn lộ diện khiến các đại gia đình ở Hoa Quốc nhanh chóng dự cảm được điều không ổn, lập tức liên hệ với bộ phận liên quan để xóa bỏ tất cả thông tin hắn là khủng bố. Dám nói tổng giám mục đầu tiên trên thế giới của thánh giáo là khủng bố. Đùa nhau đấy à? Chuyện liên quan đến tín ngưỡng đều vô cùng nhạy cảm, nhất định phải phản ứng linh hoạt, nếu không sẽ rất thảm khốc. Lần này coi như Tề Đẳng Nhàn thành công bắt được huyết mạch. Dù sao thì mức độ chú ý tới thánh giáo là cao nhất, người tín giáo cũng là nhiều nhất,
nếu hắn đi giáo phái khác, cho dù có làm phương trưởng gì đó cũng vô dụng. Triệu gia là người đầu tiên định nghĩa Tề Đảng Nhàn là kẻ chủ mưu khủng bố, sau khi một vài ông lớn đứng ra nói về chuyện này, cùng với việc Tề Đảng Nhàn được giáo hoàng bổ nhiệm làm tổng giám mục, bỗng chốc vô cùng bị động. Phó Phong Vân cũng không phải người rảnh rỗi, ông ta nhanh chóng lợi dụng áp lực dư luận bắt đầu ra tay. Trong lúc nhất thời, một số lão đại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dư luận vô cùng nhạy cảm, một vài tín đồ thánh giáo ngồi không yên, bắt đầu lên tiếng chất vấn tại sao lại dám nói tổng giám mục của bọn họ là khủng bố. Đây có phải là phân biệt đối xử với thánh giáo hay không? Quan hệ giữa Hoa Quốc và các nước phương Tây vốn đã tương đối căng thẳng, huống chi việc này liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, lại có Phó Phong Vân mượn việc này cố ý làm khó dễ. Các ông chủ lớn hợp tác với gia tộc Rothschild như ngồi trên sáp, ai nấy đều vô cùng khó chịu. Vì thế đành thỏa hiệp với một số người để chuyện này có thể yên ổn. Tề Đảng Nhàn từ buổi lễ trở về, khó tránh khỏi cảm giác có chút mệt mỏi với những lễ nghi rườm rà này, còn phải ứng phó với các phóng viên toàn cầu, thật làm cho người ta đau đầu không thôi. Lý Vân Uyển lại vô cùng cao hứng, bây giờ anh có thể quang minh chính đại trở về Hoa Quốc. Để em xem còn ai dám nhằm vào anh nữa. Tề Đảng Nhàn cũng có chút đắc ý, nhưng sau đó lại nói, chức tổng giám mục này cũng không làm được bao lâu, dù sao cũng là bỏ tiền ra mua. Chờ sau khi hứa hẹn với giáo hoàng xong xuôi là có thể thoái vị nhường chỗ cho người khác. Thực tế hắn cũng không muốn ở tiếp tục làm trong thánh giáo, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ gia nhập để tẩy trắng cho bản thân. Hiện tại hắn đã thành công. Không cần lo lắng về tội danh khủng bố sẽ gây ra chuyện gì nữa, thân phận này đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Huống gì làm tổng giám mục phiền toái muốn chết, phải xử lý một đống giáo vụ, ngẫm đi ngẫm lại chỉ tổn đau não, hơn nữa chuyện của Hắc Thủy phải làm sao bây giờ. Đến lúc đó, trên tin tức phát sóng nghi ngờ Tề giáo chủ ra vào thủy hội, đến lúc đó thanh danh của hắn làm sao mà cứu được nữa. 6 tỷ đô, ngẫm lại lòng đau như đao cắt. Lý Vân Uyển có chút đau lòng nói. Đúng vậy, đau lòng muốn chết, Tề Đảng Nhàn buồn bã đáp lại, ôm cô ta sưởi ấm. Lý Vân Uyển dùng ngón tay chọc nhẹ vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói, chuyện anh đồng ý với em, khi nào thì làm. Tề Đảng Nhàn nhã nói, yên tâm, tôi tiêu nhiều tiền ở chỗ giáo hoàng như vậy là để chứng minh sự thành kính, chút chuyện nhỏ này làm sao ông ta có thể từ chối. Lúc trước hắn nói với Lý Vân Uyển, nói muốn giáo hoàng đến chứng kiến tình yêu của hai người, hơn nữa còn để giáo hoàng ban phước. Loại chuyện này đối với Tề Đảng Nhàn không có ý nghĩa lớn, nhưng đối với phụ nữ mà nói là loại chuyện thiêng liêng. Hơn nữa, Lý Vân Uyển trả giá nhiều như vậy, dù cô ta có muốn ngôi sao trên trời, Tề Đảng Nhàn cũng sẽ nghĩ cách để có thể hái sao xuống. Cũng vừa hay ngày hôm sau, Tề Đảng Nhàn mang Lý Vân Uyển đến gặp giáo hoàng. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói rằng hắn muốn giáo hoàng làm chứng cho tình cảm và ban phước cho họ. Giáo hoàng cũng đã từng làm qua loại chuyện này, nhưng để ông ta tự mình ra mặt đều phải là quý tộc hoàng thất của một số quốc gia, hoặc là một vài vị lãnh đạo nhất định. Nhưng Tề Đảng Nhàn tiêu hết 6 tỷ, hơn nữa lại còn là tổng giám mục khu phía Nam, tương lai có thể giúp ích rất nhiều, loại chuyện chỉ cần xài miệng lưỡi như này, tất nhiên giáo hoàng sẽ đáp ứng với hắn. Vì vậy, trong giáo đường rực rỡ nhất của thánh giáo, ở trước của tượng thánh chủ. Tề Đảng Nhàn và Lý Vân Uyển cùng đặt tay lên thánh điển trong tay giáo hoàng, trước nhân chứng là giáo hoàng, nói ra một câu tôi nguyện ý. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc có chút ngượng ngùng của Lý Vân Uyển, trong lòng Tề Đảng Nhàn thầm cảm thán một tiếng, thái độ vốn tùy ý cũng trở nên nghiêm túc cùng thành kính. Giáo hoàng cầm cành ô liu, chấm một ít nước thánh, vẩy nhẹ lên sợi tóc và quần áo của hai người. Nói vài câu ban phước cùng lời khen ngợi. Tề giáo chủ, cậu phải đối xử với phu nhân của mình thật tốt. Cô ấy sẽ không bao giờ rời xa cậu, hết mực trung thủy, lại xinh đẹp dịu dàng như thế, cậu hẳn là nên quý trọng như chân bảo. Giáo hoàng đặt tay lên tay hai người. Tề Đảng Nhàn nói, tất nhiên tôi sẽ làm vậy. Sắc mặt Lý Vân Uyển dần đỏ lên, đối với cô ta hai chữ phu nhân này có ý nghĩa vô cùng lớn. Chính thất đấy. Giáo hoàng chậm rãi nói, tôi chúc phúc cho hai người, cũng nguyện để thánh chủ vĩnh viễn phù hộ hai người, amen. Sau khi buổi lễ kết thúc, cả hai cúi đầu trước giáo hoàng sau đó cùng bày tỏ lòng biết ơn.
Thật hạnh phúc, đúng là trải nghiệm lãng mạn nhất thế giới, em chưa bao giờ mơ đến việc tình yêu của mình có thể nhận được phước lành của giáo hoàng. Lý Vân Uyển vừa ra khỏi giáo đường đã nhảy nhót, xoay vài vòng. Tề Đẳng Nhàn vừa định đưa tay ôm nàng đã nghe thấy khụ khụ hai tiếng, hắn quay đầu nhìn, thì ra là Christian đang dùng vẻ mặt không được tốt lắm nhìn hắn. Tề giáo chủ, cậu đã là tổng giám mục khu vực phía nam của thánh giáo chúng ta, ở bên ngoài phải chú ý một chút. Christian nhỏ giọng nói. Hiểu rồi, Tề Đẳng Nhàn tức giận đáp ứng một tiếng, nghĩ thầm chờ ông và lão thái thái vào phòng, ông đây sẽ mang thánh điển đến tụng trước cửa phòng ông cho xem. Tâm trạng của Lý Vân Uyển giờ đây rất phấn khích, đối với cô ta mà nói, đây là một sự kiện vô cùng trọng đại. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút kỳ quái, sao phụ nữ cứ thích những thứ không thực tế này nhỉ? Tề Đẳng Nhàn cùng Lý Vân Uyển rời khỏi nước Thiên Chủ, định đi du lịch 2-3 ngày ở các nước xung quanh rồi mới quay trở về Hương Sơn. Dù sao thì thời gian mà hắn và Lý Vân Uyển gặp mặt nhau không nhiều lắm, cả hai đều mỗi người mỗi một phương. Đương nhiên phải tận dụng khoảng thời gian này để bù đắp. Gần đây ăn hàu sống nhiều quá khiến Tề Đẳng Nhàn có chút nhớ hương vị của thận dê. Nhưng đáng tiếc là người phương Tây không ăn nội tạng động vật nên chỉ có thể bổ sung thể lực bằng hàu. Anh vẫn nhớ mùi vị lấy thận cừu ra khỏi bếp than, rắc chút ớt bột lên rồi cho vào miệng, vừa nóng vừa béo. Phong cảnh ở những thành phố phương Tây được lưu giữ rất tốt, thật hâm mộ. Sau khi dạo một điểm danh lam thắng cảnh xong, Lý Vân Uyển cảm thán một tiếng. Ai, Tề Đẳng Nhàn nghe được cũng lắc đầu. Thời gian phát triển của Hoa Quốc quá ngắn, cũng chỉ nhất mực đi theo hướng đột phá, cho nên thường không coi trọng giữ gìn môi trường tự nhiên của thành thị. Công trình dù đẹp đến đâu cũng không tiết kiệm chi phí bằng xây dựng nhà ở thương mại. Cũng may bây giờ phát triển kinh tế, những thành phố này bắt đầu được người dân quan tâm đến việc bảo tồn. Về phía phương Tây, chính phủ rất coi trọng việc lưu giữ các tòa nhà lịch sử và cảnh quan đô thị, vì vậy khách du lịch nước ngoài có thể cảm nhận được dấu vết lịch sử nơi đây một cách trực quan nhất. Trong quá trình du lịch ở các nước xung quanh nước Thiên Chủ, Tề Đẳng Nhàn bị rất nhiều tín đồ thánh giáo nhận ra, ai nấy đều đến tìm hắn chụp ảnh chung, tiện thể để hắn ban phước. Vì thế Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ đành học theo dáng vẻ của giáo hoàng, giơ quyền trượng trong tay lên, gõ nhẹ vào đầu các tín đồ. Sau đó nói một loạt nào là thánh chủ phù hộ các kiểu. Một lần ban phước tôi thu 10.000 đô. Em nghĩ sao? Tề Đẳng Nhàn bỗng quay đầu hỏi, hắn cảm thấy ý này không tệ. Lý Vân Uyển thì dở khóc dở cười đáp lời, anh thu 10.000 đô. Em chỉ sợ giáo hoàng biết được sẽ cho anh lãnh một chiêu Avada Kedavra ngay tức khắc. Tề Đẳng Nhàn ngẫm lại thấy cũng đúng, thôi quên đi, chuyện như này sao lại thu tiền được. Hắn lấy thẻ ngân hàng của mình ra, thở dài, số tiền tôi vừa kiếm được bây giờ chỉ còn lại 4 triệu. Em biết gì không, 4 triệu đô này, là, sự quật cường cuối cùng của tôi. Lý Vân Uyển ngẩn người, nói quái gì vậy? Tề Đẳng Nhàn bỗng lớn tiếng nói, năm đó Trần Đao Tử có thể dùng 20 đồng để thắng được 37 triệu, Tề Đẳng Nhàn đây cũng sẽ dùng 4 triệu để kiếm được 5 tỷ. Hoàn toàn không phải vấn đề. Chấm chấm chấm. Lý Vân Uyển im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới nói, em cảm thấy anh vẫn nên trở về nước Thiên Chủ tìm giáo hoàng một chút để xem có phải có thứ gì bẩn thỉu đang đeo bám trên người anh. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn cô ta một cái, hiện tại tôi chỉ đang lo về tiền mà thôi, lúc trước không coi trọng tiền bạc, bây giờ nợ nần mới biết thật không dễ dàng. Lý Vân Uyển nhìn không được hỏi, anh còn nợ bao nhiêu? Riêng hai người Guchinsky và Venegradov, trước đó đã trả một ít, bây giờ tổng cộng còn nợ hơn 3 tỷ. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút đau răng, đô la. Lý Vân Uyển cũng cảm thấy số tiền này không nhỏ, lắc đầu nói, nếu như là em trước kia nghe được con số này, cho dù là tiền của Hoa Quốc cũng bị dọa chết tới nơi. Anh cố lên, em không giúp nổi anh đâu. Phải nghĩ cách để kiếm tiền ở Hương Sơn với kinh đảo mới được. Nếu không thì không biết món nợ này đến khi nào mới có thể trả. Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Uyển nhún vai, cũng không biết quỷ xui xẻo nào sẽ bị ngôi sao quả tạ Tề Đẳng Nhàn chiếu vào, dù sao tổn thất cũng là chuyện khó tránh khỏi. Bây giờ tên này mang nợ quá nhiều, rất để ý tới chuyện tiền bạc, chỉ cần có cơ hội thì nhất định không dễ dàng buông tha. Sau một ngày tham quan, cả hai trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Lý Vân Uyển rất biết cách làm việc, dùng một chiêu hắc bạch song sát móc sạch ví của Tề giáo chủ. Ngày hôm sau Tề Đẳng Nhàn nhận được một tấm thiệp mời, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc khi người gửi tới mời lại là Tokalevsky. Tokalevsky là người mạnh nhất trong số rất nhiều đầu sỏ của Tuyết Quốc, tài lực không phải mạnh nhất nhưng đầu óc và năng lực của ông ta luôn ở hàng đầu. Ngay cả con cáo giả Vinogradov cũng phải chịu thiệt thòi không nhỏ trong tay Tokalevsky. Sao Tokalevsky lại đến Ý? Ông ta chuẩn bị nhập khẩu pháo Ý để về khai chiến với chính phủ à? Tề Đẳng Nhàn cầm thiệp mời, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lý Vân Uyển nói, chạy đến Ý rồi mà cũng nhận được thư mời, xem ra anh rất được chào đón nhỉ. Tề Đẳng Nhàn đáp, là đầu sỏ của Tuyết Quốc gửi đến, mời tôi đến nhà máy rượu Potter làm khách. Tên này chính là đại ca của đám đầu sỏ. Nhưng tôi cũng không có bất kỳ giao lưu gì với ông ta, với cả ngỗng đầu to và lão nho cũng không có ấn tượng gì tốt về ông ta. Trong chuyện này chắc hẳn có ý gì đó. Đang nói chuyện, hắn bỗng cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô nàng chân dài này đang lần theo áo ngủ chui vào. Buổi sáng cũng là thời gian tốt để rèn luyện cơ thể đó giáo chủ đại nhân của em. Giọng nói dịu dàng mà gợi cảm của Lý Vân Uyển vang lên bên tai hắn, mang theo chút ấm áp khiến người ta rung động. Hừ, hôm nay là chủ nhật, không được làm bất cứ điều bất kính với đức tin. Tề Đẳng Nhàn thấp giọng nói. Lý Vân Uyển lè lưỡi, dùng răng cắn nhẹ vào khóe miệng, nhìn hắn bằng một ánh mắt buồn bã mang chút quyến rũ, thầm đưa ra lời mời gọi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, sao có thể để con cháu qua loa bất kính với tín ngưỡng được. Chủ nhật đó là sau khi cầu nguyện, Lý Vân Uyển bị lời nói đứng đắn này của hắn chọc cười, hỏi tín ngưỡng của anh không phải là tất đen đấy chứ. Đến khoảng 3 giờ chiều, Tề Đẳng Nhàn bảo khách sạn sắp xếp xe, sau đó dẫn Lý Vân Uyển đi dự tiệc ở trang viên Potter, trước khi đi hắn còn gọi điện thoại cho Robin của kỵ sĩ đoàn. Lực lượng của Thánh giáo ở phương Tây vô cùng lớn mạnh, mà kỵ sĩ đoàn của bọn họ lại càng là một đám người hung hãn hơn so với bình thường. Cho dù có thế lực châu bò cỡ nào, cũng không có ai dại gì mà trêu vào bọn họ. Những hiệp sĩ của kỵ sĩ đoàn này không chỉ có võ nghệ phi thường mà còn mang trong mình khí chất của Thánh giáo, động thủ với bọn họ chẳng khác gì tự mình tìm rắc rối. Trang viện Potter là một nhà máy rượu vang nổi tiếng ở Ý, người ta đồn rằng đây là sản nghiệp của gia đình Mafia Potter. Sau khi Tề Đẳng Nhàn cùng Lý Vân Uyển đến trang viên Potter, đã nhanh chóng nhìn thấy một người đàn ông hơn 60 tuổi đang đứng nghênh đón ở cửa. Ông ta là Tokalevsky à? Em hay thấy ông ta trên báo. Lý Vân Uyển nhỏ giọng nói, người này nhìn qua có hơi hung dữ. Ông ta chính là Boris Tokalevsky, người lợi hại nhất trong số đầu sỏ ở Tuyết Quốc. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói thêm, kẻ chủ mưu vụ án đẫm máu tháng 10. Gần đây mặc dù Lý Vân Uyển cũng gặp qua không ít nhân vật lớn, nhưng phần vì khí chất của Tokalevsky có hơi đặc biệt nên cô ta hơi sốc. Có thể nói đây chính là ông trùm hàng đầu thế giới. Ha ha ha, hoan nghênh hai vị. Sau khi Tokalevsky nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển, nhanh chóng nở nụ cười đi tới, vô cùng đón tiếp. Tề Đẳng Nhàn cho rằng mình có quan hệ tốt với Gusinski và Vinogradov thì cũng nên hòa nhã với Tokalevsky. Ngưỡng mộ đã lâu, ngài Tokalevsky. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ra bắt với Tokalevsky, giọng điệu thản nhiên. Ha 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 ha, tôi mới là người ngưỡng mộ đã lâu. Tề tiên sinh bây giờ chính là tổng giám mục khu vực phía Nam, tôi nịnh còn không kịp. Tokalevsky nói. Sau đó ông ta dẫn hai người vào bên trong trang viên, giới thiệu chủ sở hữu của trang viên, Kep Potter. Kep Potter là một ông già gần 70 tuổi, mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc bạc được trải gọn thành búi, trông rất có tinh thần. Tokalevsky nói, Kep là cha đỡ đầu nổi tiếng của giới mafia Ý, là người đứng đầu gia đình Potter. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu với Kep, xin chào ngài. Kep cúi đầu lại một cách lịch sự, chào tổng giám mục. Sau khi ngồi xuống bàn, những người hầu nhanh chóng mang lên một chai rượu vang, tất cả được sắp xếp theo từng năm một. Những thứ này đều là rượu vang đỏ quý giá của trang viên Potter, uống một bình là hết, tuyệt đối không có được chai thứ hai giống như vậy. Những bảo vật như thế này thường được các nhà máy rượu trưng bày như thể là di sản, cho dù muốn mua thì cũng gần như không có cách nào mua được.
Hôm nay biết được Tề tiên sinh muốn tới nên kép đã đem bảo vật ra chiêu đãi đấy. Tokarevsky cười nói. Đều là nhờ vào mặt mũi của ông đấy chứ. Tôi tò mò không biết tại sao ông Tokarevsky đây lại xuất hiện ở Ý. Tề Đảng Nhàn cười hỏi. Chúng tôi đã thảo luận về một số hợp tác với chính phủ Ý và đang có kế hoạch xây dựng một sân bay lớn ở đây, đòi hỏi vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đô la. Tokarevsky nói. Những tên đầu sỏ tuyết quốc này hầu như đều cực kỳ giàu có, dù sao chỉ cần lạm phát mấy đợt là đủ khiến ví tiền của người dân trong nước trống rỗng rồi. Tình hình tài chính hiện tại của chính phủ tuyết quốc kể ra còn không bằng được 50% tài chính của vài nhà tài phiệt cộng lại. Lý Vân Uyển nhìn thấy những loại rượu vang đỏ này cũng có chút phấn khích, hiện tại cô ta cũng là một người có khẩu vị, rất kén chọn rượu vang đỏ. Mọi người cứ nói chuyện, để bảo bối của trang viên Potter cho tôi. Lý Vân Uyển bưng ly rượu lên, bảo người hầu rót cho mình một ly rồi từ từ nếm. Trong một số trường hợp tiến thoái lưỡng nan, Lý Vân Uyển khiến cho Tề Đảng Nhàn cảm thấy rất thoải mái, ở chung một chỗ với cô ta cần suy nghĩ quá nhiều hay phiền muộn. Tề Đảng Nhàn bưng rượu vang đỏ lên ngửi ngửi, không định uống. Sao vậy, không hợp khẩu vị à? Tokarevsky hỏi. Không phải, hôm nay là chủ nhật của Thánh giáo, tôi không thể uống rượu. Tề Đảng Nhàn lắc đầu, thản nhiên nói. Lý Vân Uyển suýt nữa phun ra số rượu vừa uống, lời này cũng đứng đắn quá ha. Sáng nay là ai bảo cô ta vỉnh lên thêm một chút vậy? Kép thờ ơ nói, không sao. Số rượu này cậu có thể mang về. Tề Đảng Nhàn có chút tò mò vì sao Tokarevsky lại thể hiện thiện ý như vậy với mình, hắn hiểu rất rõ những tên đầu sỏ tuyết quốc này ai nấy đều là nhân tài của nhân tài, làm sao có thể làm việc gì vô nghĩa được. Nhất định là Tokarevsky có chuyện muốn hắn giúp đỡ hay gì đó. Nhưng mà ông ta không mở miệng nói, Tề Đảng Nhàn cũng sẽ không chủ động hỏi làm gì. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được trong góc khuất của trang viên, dường như đang tỏa ra một loại sát khí khó có thể phát hiện. Cuối cùng vẫn là Tokarevsky không thể chịu được, ông ta đi vào vấn đề chính, tôi nghe nói, Irina Zinvasoslep đã từng làm việc dưới trướng của cậu. Tề Đảng Nhàn nghe nói như vậy thì khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới đủ loại chuyện nhưng duy chỉ không nghĩ tới chuyện Tokarevsky sẽ hỏi tới Irina Zinva. Sau khi nghe được tên của Irina Zinva, Lý Vân Uyển cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tokarevsky. Cô không nhìn được nói xen vào, không phải là Irina Zinva Romanov sao? Trở thành sơ slep từ lúc nào vậy? Tokarevsky mỉm cười đáp, cô ấy có một số thân thế mà phu nhân không bao giờ biết. Tề Đảng Nhàn nói, đúng là Irina Zinva đã từng làm việc với tôi. Không biết Tề tiên sinh có thể giao cô ấu cho tôi không? Hiện tại thế cục của tuyết quốc vô cùng phức tạp, tôi rất cần nhân tài như cô ấy. Tokarevsky mỉm cười, chà nhẹ bàn tay mình. Trong mắt Tề Đảng Nhàn hiện lên ý không vui, quả nhiên là do hành động của chính phủ tuyết quốc quá manh động, khiến cho Tokarevsky sinh nghi, cũng muốn có được Irina Zinva. Ông nội của Irina Zinva quá trâu bò, chính phủ tuyết quốc muốn cô ta hỗ trợ Dương Biểu Ngữ chống lại những kẻ đầu sỏ và kiếm lợi từ nó. Có lẽ Tokarevsky cũng như vậy, sau đó bắt đầu chơi trò chơi với chính phủ tuyết quốc. Tuy rằng cô ta thông minh hơn người nhưng một khi bị cuốn vào loại tranh giành này, chỉ sợ cũng hết cách thoát thân. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tề Đảng Nhàn, Tokarevsky nhanh chóng nói tiếp, đương nhiên, Tokarevsky tôi cũng không phải là người chỉ biết chuộc lợi từ người khác. Chỉ cần Tề tiên sinh ngài giao Irina Zinva cho tôi, nhà máy rượu của trang viên Potter này sẽ thuộc về ngài. Tuy rằng danh tiếng của nhà máy rượu Potter không bằng các nhà máy rượu vang hàng đầu như Bordeaux, Hồng Nhan Dung, hay La Tu nổi tiếng thế giới, nhưng đây cũng là xưởng lớn, nếu bán đấu giá cũng thu được 2 đến 3 tỷ mét đô la là ít. Chỉ nhà máy rượu Potter thôi cũng đã đủ để cho cậu trả nợ cho hai lão già Guchinsky và Venegradov rồi. Tokarevsky cười ha hả nói. Sắc mặt Tề Đảng Nhàn không mấy dễ nhìn. Hắn biết hai tên Guchinsky và Vinogradov nhất định đã lấy tin tức này ra để giao dịch với Tokarevsky, nếu không làm sao ông ta biết hắn mượn tiền hai người đó. Với những kẻ đầu sỏ đang nhảy múa trên lưỡi dao này, trong từ điển của họ không có hai từ đáng tin cậy. Tuy nhiên tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Tề Đảng Nhàn,
mối quan hệ của hắn với Gusinski và Venegradov mặc dù không tệ nhưng cũng không keo sơn đến mức cùng hội cùng thuyền. Lý Vân Uyển nghe được Tokalevsky muốn dùng trang viên Potter để đổi lấy Irina Zinva, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Điều đầu tiên cô ta suy nghĩ chính là, giao dịch này có nên làm không, dù sao lợi ích cũng lớn. Nhưng trong lòng cô ta lại cảm thấy làm như vậy với một người phụ nữ thì quá không công bằng. Vì thế cô ta nhìn vào Tề Đẳng Nhàn, người thực sự đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ mong hắn không nói câu vô nghĩa như thêm tiền là mừng rồi. Sao Tề tiên sinh không nói lời nào? Có phải là đang coi thường trang viên Potter của chúng tôi? Mặc dù trang viên Potter của chúng tôi không nổi tiếng bằng trang viên ở Pháp nhưng nó vẫn rất đáng giá. Lão già kép vốn không nói gì bỗng mở miệng. Không tin cậu hỏi thử phu nhân của cậu đi, hương vị của rượu vang đỏ này rất ngon. Rượu vang đỏ có hương vị ngon chứng minh dễ bán. Dễ bán thì có thể chứng minh cho giá trị của trang viên rất cao. Lý Vân Uyển biết kép đang mượn cơ hội tìm đề tài nên không tiếp lời, kiểu đối khẩu giữa các đại lão cao cấp này rất có tính nghệ thuật. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu, với tôi sinh mệnh là vô giá, giao dịch như vậy, tôi không muốn làm. Tokalevsky sừng sốt, có phải Tề tiên sinh đang thấy quá ít tiền không? Ha ha, trang viên Potter này cũng không nhỏ, nếu như cậu không muốn vận hành thì có thể bán lại. Kép cũng mỉm cười nói, Tokalevsky tiên sinh nói đúng, trang viên Potter cũng rất đáng giá, đừng xem thường nó. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ, nếu tôi giao dịch với các người, vậy tôi có khác gì những kẻ mà tôi căm ghét? Thôi được rồi, tôi sẽ tìm Gusinski và Venegradov để nói chuyện, bọn họ sẽ miễn khoản nợ kia cho cậu. Vẫn như cũ, Kép tiên sinh vẫn đưa trang viên Potter cho cậu. Thành ý như vậy đã đủ hay chưa? Vẻ mặt Tokalevsky trở nên lạnh lùng, sau đó ông ta nghiêm túc nói. Bỗng nhiên ông ta thay đổi thái độ lạnh lùng như vậy cũng chính là đang nói cho Tề Đẳng Nhàn biết số tiền thật sự đã không nhỏ, đã đến giới hạn của ông ta. Lý Vân Uyển nghe được thì vô cùng khiếp sợ, chỉ là một Irina Zinva mà thôi, có đáng để cho Tokalevsky trả giá nhiều như vậy không? Trang viên Potter cùng với khoản nợ của Tề Đẳng Nhàn. Ngay cả tâm trí của cô ta cũng bắt đầu điên cuồng dao động. Một ý nghĩ quái quỷ nảy ra trong đầu cô ta, có thể được. Mặc dù cô ta biết rằng một khi Irina Zinva rơi vào tay Tokalevsky, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại khẽ lắc đầu, tôi nghĩ ông hiểu lầm ý của tôi, ý của ta là giao dịch này, dù ông có ra giá thế nào tôi cũng không làm. Ngay sau khi hắn nói xong lời này, cả Tokalevsky lẫn Kép đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Tokalevsky nhìn chằm chằm vào Tề Đẳng Nhàn, sau đó từ từ nở nụ cười, tiếng cười lúc đầu còn khá nhỏ, nhưng dần dần trở nên lớn hơn. Kép ở một bên cũng giống như ông ta, cười to theo, giống như vừa nghe được chuyện gì rất buồn cười. Nhưng Tề Đẳng Nhàn không cười, vẻ mặt rất lạnh lùng. Ha 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 ha, Tề tiên sinh, cậu đang đùa giỡn cái gì vậy? Cậu là một kẻ phản quốc, trước đó còn là kẻ khủng bố coi mạng người như rơm rạ. Bây giờ tôi dùng mấy tỷ đô chỉ để đổi lấy một người trong tay cậu, vậy mà cậu lại không đồng ý. Ha ha ha, đây thực sự là trò đùa buồn cười nhất của năm nay, cậu đang giả vờ cao thượng cho ai xem. Nếu cậu thực sự cao thượng như vậy, tại sao lại hợp tác với Gusinski và Vinogradov? Nếu cậu thật sự thanh cao như vậy, vì sao lại phải mượn tay quân phiệt nãi tín để bình định Quang Dương? Tokalevsky đưa tay chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn, cười lớn nói, không phải cậu thật sự cho rằng mình trở thành tổng giám mục khu vực phía Nam là nhân cách trở nên cao thượng chứ? Người như cậu không thể lên thiên đàng được đâu, thánh chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu chỉ đáng theo chúng ta xuống địa ngục. Tokalevsky rõ ràng không tin Tề Đẳng Nhàn là người có nguyên tắc. Ông ta cho rằng loại hành động từ chối này của hắn là vô cùng ngây thơ và buồn cười. Lý tưởng có đáng tiền không? Nguyên tắc có đáng tiền không? Trong mắt những tên đầu sỏ tuyết quốc như bọn họ, chỉ có lợi ích mới là trên hết. Ở trước lợi nhuận tuyệt đối, cho dù là người thân cũng có thể bán. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đương nhiên tôi không phải là người cao thượng gì, có nói tôi giết người như rơm rạ cũng không sai. Nhưng tôi là người có nguyên tắc, sở dĩ con người là con người vì họ có giới hạn đạo đức.
Đối với tôi, Irena Zinva có thể không có giá trị gì nhiều, bán cô ấy với mức giá tốt giống như là điều mà ai cũng sẵn sàng làm. Nhưng mà tôi không làm được. Cho dù ông có bỏ ra bao nhiêu tiền tôi cũng không làm được. Sau khi nói xong lời này, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn, nếu hôm nay ông đến tìm tôi chỉ để nói chuyện này thì e rằng chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Sắc mặt Tokalevsky trở nên lạnh lùng, ông ta thấp giọng nói, cậu có biết trên thế giới này chưa có ai dám từ chối tôi hay không? Cho dù là Tổng thống Tuyết Quốc nghe ý kiến của tôi cũng phải cẩn trọng suy nghĩ. Có phải cậu thật sự nghĩ rằng mình làm Tổng giám mục khu vực phía Nam là đã giỏi rồi? Đừng tưởng rằng tôi không biết số tiền kia cậu dùng để làm gì. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, ông là cái gì mà tôi không thể từ chối. Nếu bây giờ tôi lấy mạng của ông, chuyện đó còn quan trọng sao? Lúc này Kép lắc đầu, Tề tiên sinh đừng quá tự cao, chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng mình được thánh chủ bảo vệ đến bất khả xâm phạm sao? Sau khi nói xong lời này, ông ta khẽ búng ngón tay. Ngay lập tức trên người Tề Đẳng Nhàn xuất hiện hơn 10 chấm đỏ chằng chịt, thậm chí ngay cả trên người Lý Vân Uyển ở bên cạnh hắn cũng đều phủ đầy chấm đỏ. Rõ ràng, hai người đã bị các tay súng ẩn nấp nhắm vào. Chỉ cần Kép ra lệnh một tiếng, ai nấy đều thành cái sàng ngay. Một năm qua Lý Vân Uyển mặc dù cũng đã trải qua không ít hiểm ác, gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng trong nháy mắt bị nhiều súng như vậy tập trung vào người thì vẫn nhịn không được mà tê dại. Tay chân run rẩy. Tề Đẳng Nhàn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta, dịu dàng nói, em sợ cái gì? Lý Vân Uyển mím môi, chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không sợ. Cùng lắm thì chết chung. Tokalevsky lạnh mặt nói, bây giờ cậu thay đổi ý định còn kịp, giao Irena Zinva cho tôi, sau đó trang viên này sẽ thuộc về cậu. Còn nếu cậu không thức thời, tôi sẽ giết cậu và tự mình đi tìm cô ấy. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, ông có biết cầm nhiều súng như vậy chĩa vào một vị giáo chủ của Thánh giáo, hơn nữa còn là Tổng giám mục khu vực phía Nam, hậu quả sẽ như thế nào không? Đây là hành động dị giáo, nếu như ở hàng trăm năm trước sẽ bị trói lên thập giá rồi thiêu sống. Cậu quá tự cao rồi, danh tiếng của Tổng giám mục khu vực phía Nam kia chẳng qua cũng chỉ là bỏ tiền ra mua. Kép lắc đầu. Tokalev cũng cười hai tiếng, lười trả lời những lời này. Ông ta đứng dậy, từ trên cao và nhìn vào hắn, tôi không biết làm thế nào mà hai kẻ ngốc Husinski và Venegradov lại kết giao với người như cậu, thực sự ngu đến sợ. Bây giờ cậu chọn lựa đi, mạng của cậu hay mạng của người khác. Tôi sẽ cho cậu 3 giây để suy nghĩ, nếu không. Sẽ, bùm. Lúc nói lời ra này, hắn vươn một tay ra như đang cầm súng, tay khẽ run, sau đó đặt ở trước miệng mà thổi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên, sở dĩ bọn họ kết giao với tôi là bởi vì tôi không khốn nạn như các người. Vẻ mặt Tokalevsky lạnh đi, tràn ngập sát ý nhìn Tề Đẳng Nhàn. Ông ta là đầu sỏ to gan lớn mật, là người giàu sánh ngang với một nước, là người có thể chống lại chính phủ, trên thế giới này làm gì có chuyện gì mà ông ta không dám làm nữa. Bao gồm cả việc dùng súng để bắn chết Tổng giám mục khu vực phía Nam của Thánh giáo trong chính trang viên này. Ông biết các người đã quá tin tưởng tôi không? Thực sự cho tôi quá nhiều cơ hội. Tề Đẳng Nhàn thở dài. Vừa dứt lời, hắn đá xuống cái bàn trước mặt, ầm một tiếng, toàn bộ bàn bị đá vỡ vụn, mảnh vỡ bay lên. Ngay sau đó, cơ thể hắn nghiêng về phía trước, mông thậm chí vẫn còn ngồi trên ghế, bàn tay to đã bóp cổ Tokalevsky. Kép ở một bên không khỏi kinh hãi, ông ta sợ tới mức vội vàng lui về phía sau hai bước. Giận dữ nói cậu vẫn còn dám phản kích. Cậu không muốn sống nữa sao? Tề Đẳng Nhàn bóp cổ Tokalevsky, nhấc ông ta tới trước mặt mình, thản nhiên nói, năm đó một sát thủ què vẫn có thể đuổi hoàng đế chạy quanh cây cột, dựa vào cái gì mà ông cảm thấy có thể chắc chắn đánh bại được kẻ thù của một nước như tôi? Cổ Tokalevsky đỏ lên, sắc mặt ông ta dần chuyển từ đỏ sang xanh, lượng không khí có thể hít thở đang giảm dần. Cảm giác hít thở khiến cho đầu ông ta bắt đầu đau nhức, hai mắt hoa lên. Cho dù cậu có giết Tokalevsky tiên sinh thì cũng không thể nào bước ra khỏi trang viên này của tôi. Trong trang viên đang có hàng chục tay súng mafia nhằm vào cậu. Kép lạnh lùng nói. Tên dị giáo này lại dám để đàn em dùng súng chĩa vào tôi, hôm nay tôi sẽ không tha cho ông. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười, quay đầu nhìn Kép.
Lý Vân Uyển nhìn thấy sự tình đến mức này thì khẩn trương đi đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Đúng lúc này, một đám người xông vào trang viên Potter. Những người này mặc áo choàng màu đỏ, bên ngoài mặc một cái khóa giáp màu bạc, đầu đội mũ bảo hiểm màu bạc sáng bóng, trên thắt lưng đều đeo một thanh thập tự kiếm. Là kỵ sĩ đoàn của Thánh giáo. Nhìn thấy những người xông vào này, sắc mặt kép biến đổi trong nháy mắt. Tề Đẳng Nhàn cười cười, cũng may hắn là giang hồ lão luyện, cảm thấy trên trời không thể nào rớt xuống miếng mồi béo bở như vậy được cho nên đã sớm liên lạc với Robin, thủ lĩnh của kỵ sĩ đoàn. Robin cũng dành sự tôn trọng nhất định cho vị tổng giám mục khu vực phía nam mới này, nhanh chóng ra lệnh cho kỵ sĩ đoàn đóng quân ở Ý xuất đầu lộ diện. Thế lực của Thánh giáo quá lớn, hầu như ở mỗi quốc gia xung quanh nước Thiên Chủ đều có vô số giáo đường, mà trong những giáo đường trọng điểm đều sẽ thành lập ra một kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn của Thánh giáo vừa vào trang viên đã mang đến cho người ta một loại cảm giác bị áp lực, những kỵ sĩ này đều được các giáo chủ Thánh giáo lựa chọn kỹ lưỡng, mỗi một người đều có võ nghệ cùng tố chất cơ thể hơn người, đồng thời cũng tuyệt đối trung thành với Thánh giáo. Lý Vân Uyển nhìn thấy các kỵ sĩ Thánh giáo đến hộ giá thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, dọa chết tôi rồi. Lần đầu tiên bị nhiều súng như vậy chĩa vào. Vị thủ lĩnh đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, một tay đặt lên ngực, quỳ một gối xuống đất chào hỏi Tổng Giám Mục. Tề Đẳng Nhàn nói, đứng lên đi, nguyện cho vinh quang của Thánh chủ vĩnh viễn chiếu rọi trên người cậu. Thủ lĩnh nhanh chóng đứng dậy, nhìn thoáng qua Tokalevsky đang bị Tề Đẳng Nhàn nắm trong tay, trong lòng thầm khiếp sợ. Đây chính là đầu sỏ Tokarevsky của Tuyết Quốc đó. Cứ như vậy bị Tổng Giám Mục nắm trong tay. Tề Đẳng Nhàn tiện tay ném Tokalevsky xuống, lạnh lùng nói, nơi này có tà giáo dị giáo, âm mưu làm như uy nghiêm của Thánh chủ, muốn bắn chết Tổng Giám Mục mới nhận chức này ở đây. Thủ lĩnh, cậu thử nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Thủ lĩnh nghe nói như vậy thì giận dữ, thấp giọng nói, từ trước đến nay ở đâu có dị giáo ở đó có chúng ta đến trừng phạt. Nếu đã âm mưu toàn làm như uy nghiêm của Thánh chủ thì cũng có nghĩa là coi toàn bộ Thánh giáo của chúng ta là kẻ địch. Chúng tôi, kỵ sĩ đoàn của Thánh giáo sẽ tiêu diệt chúng bằng mọi giá. Sau khi nói xong lời này, anh ta đột nhiên rút thập tự kiếm của mình ra, hơn 20 kỵ sĩ ở đây cũng nhao nhao rút kiếm, trên người ai nấy đều mang theo sát khí kinh người. Sắc mặt của Tokarevsky và Kép cứng đờ. Xem ra sự quan tâm của giáo hoàng đối với Tề Đẳng Nhàn không thờ ơ như bọn họ tưởng tượng mà là thật sự coi trọng. Nếu không, một tên bỏ tiền ra mua chức tổng giám mục như Tề Đẳng Nhàn lại có thể điều động được người của kỵ sĩ đoàn. Hai người cũng đều rất rõ ảnh hưởng to lớn của Thánh giáo ở phương Tây, nếu như bị Thánh giáo liệt vào danh sách dị giáo thì cả đời này cũng không thể đứng dậy. Tokalevsky thì không hề gì, ông ta vốn là tên đầu sỏ coi trời bằng vung. Sau khi trở lại Tuyết Quốc thì có gì mà sợ, nhưng Kép thì khác. Ông ta là người Ý, là chủ của gia đình Potter, cha đỡ đầu của giới mafia. Nếu tịch thu gia sản của ông ta muốn chạy trốn cũng phải gánh cả gia tộc Potter theo sau, kiểu gì cũng xong đời. Dù là đàn em trong giới mafia cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ ông ta nữa. Những tay súng đang mai phục trong trang viên của Kép nhìn thấy nhiều kỵ sĩ của Thánh giáo như vậy thì sợ co rúm lại. Đối đầu với kỵ sĩ của Thánh giáo, khác gì chống chọi với đức tin của cả phương Tây, mạng sống của bọn họ cũng chẳng là gì cả. Tôi không phải dị giáo, Kép đen mặt nói, nhưng trong lòng đã hoảng sợ. Có quỷ mới biết tại sao Thánh giáo lại coi trọng cái tên dùng tiền mua chức tổng giám mục này như vậy, tại sao người của kỵ sĩ đoàn lại trung thành với hắn vậy chứ? Phải biết rằng để điều động được kỵ sĩ của Thánh giáo cũng không phải là chuyện dễ, cho dù đám hồng y giáo chủ kia ra mặt cũng chưa chắc được. Trừ khi gặp phải chuyện gì thực sự quan trọng. Sở dĩ Tề Đẳng Nhàn có thể hô mưa gọi gió như vậy là bởi vì giáo hoàng coi trọng hắn, hoặc là đang nói ông ấy coi trọng khu vực phía nam. Còn có một điểm quan trọng hơn chính là khi phô bày sức mạnh, sẽ khiến cho tất cả mọi người tin tưởng linh hồn của Tham Tôn đang trú ngụ trong người hắn. Mang theo hào quang như vậy, Tề Đẳng Nhàn chỉ muốn điều động kỵ sĩ đoàn, làm sao Robin dám không cho hắn chút mặt mũi này. Tề Đẳng Nhàn hỏi, làm sao ông chứng minh được? Kép trầm mặt nói, trong nhà tôi còn bày tượng Thánh Chúa, mỗi ngày tôi đều bái lại đúng giờ. Đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn che giấu mình là dị giáo mà thôi, không đủ để trở thành chứng cứ. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, thản nhiên nói. Các kỵ sĩ của Thánh giáo đều cầm kiếm, ánh mắt khó chịu nhìn Kép. Chỉ cần Tề Đẳng Nhàn ra lệnh một tiếng,
bọn họ cũng mặc kệ kép là ai, từng giây từng phút băm con người dị giáo này ra thành thịt bằng. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy sảng khoái, mẹ nó. Người thánh giáo chính đúng là châu bò, ngay cả cha đỡ đầu cho mafia cũng bị dọa đến mức co rúm lại, 6 tỷ đô này của hắn cũng không phải là lỗ. Sắc mặt kép cứng đờ hỏi, vậy Tề giáo chủ, cậu cảm thấy tôi nên chứng minh sự trong sạch và sùng đạo của mình như thế nào? Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hiền. Tôi vừa nhớ ông kép là một người sùng đạo, chỉ vừa xảy ra chút mâu thuẫn. Thật ra tôi không muốn nhận tiền đâu. Nhưng ông ta nói số tiền kia dùng để truyền bá đạo cho thánh chủ, cứ ép tôi phải nhận lấy. Hai người chúng tôi mâu thuẫn như vậy cho nên ông ta mới thẹn quá hóa giận, sai người dùng súng uy hiếp tôi nhận tiền, để cho tôi đi truyền bá đạo của thánh chủ. Chương 1024, tay trái tay phải. Nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, đám kỵ sĩ bối rối một lúc. Có chuyện như vậy nữa sao? Dùng súng ép buộc tổng giám mục nhận tiền để tổng giám mục dùng tiền đó đi truyền bá lời dạy của thánh chủ. Lý Vân Uyển thì nhìn đến ngây người, đã lâu không gặp, da mặt của tên Tề Đẳng Nhàn này càng ngày càng dày, thủ đoạn lừa tiền cũng ngày càng thuần thục, cái gì cũng có thể quy ra được. Kể cả vị Tokalevsky tiên sinh này cũng vậy, ông ta là một tín đồ cuồng đạo, vì ép tôi nhận tiền mà thậm chí không tiếc dùng tính mạng để uy hiếp. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Tôi rất tôn trọng sự sùng đạo của hai vị tiên sinh đối với thánh giáo của chúng ta, nhưng mà hai người cũng nên chú ý về cách thức thể hiện sự thành kính của mình một chút. Cách thức như vậy quá mức cực đoan, rất dễ bị coi là dị giáo. Thủ lĩnh ở một bên ngơ ngác nhìn Tề Đẳng Nhàn biểu diễn, mở miệng hỏi, cho nên tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào? Một đám kỵ sĩ thánh giáo cũng đần mặt nhìn nhau, không rõ họ đang sướng cái gì. Ôi, nếu hai nhà tài trợ, hai vị giáo đồ đã thành kính như thế, tôi sẽ thay thánh chủ nhận lấy số tiền này. Đợi sau khi tôi đến Nam Dương xây dựng giáo đường, sẽ không quên khắc tên của hai vị giáo đồ lên trên bia đá. Tề Đẳng Nhàn nói, hướng tay phải về phía kép và Tokalevsky duỗi ra. Tokalevsky không khỏi run rẩy, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, dù sao thì mình cũng là người đối lý, chỉ có thể cắn răng lấy chi phiếu trong túi ra, viết một tấm chi phiếu 100 triệu đô la. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy, vội nói với kép còn chưa ra tay, tín đồ kép thật sự quá hào phóng, vì truyền bá lời dạy của Thánh Chúa mà đã tuyên bố phải quyên góp hơn 500 triệu đô la. Trong lòng kép mắng cha mắng mẹ hắn, tuy ông ta là cha đỡ đầu trong giới mafia, hơn nữa còn là chủ nhân của gia tộc Potter, nhưng một lúc đưa ra nhiều tiền như vậy vẫn rất đau lòng. Ông ta cũng đâu phải Tokalevsky, đâu phải là đầu sỏ có thể cướp đoạt tiền của nhân dân. Số tiền đó của ông ta là kiếm từ từng cây đạn dược, từng món hàng lậu, có dễ tí nào đâu. Thủ lĩnh kinh ngạc nói, thì ra kép tiên sinh là giáo đồ sùng đạo như vậy, thật sự là tấm gương cho thế hệ chúng tôi. Vừa rồi còn nhầm kép tiên sinh là dị giáo, tôi thực sự hối hận. Tề Đẳng Nhàn vội nói, tôi cũng phải sám hối hành vi của mình, là tôi lầm tưởng ông ấy là dị giáo trước. Tất cả đều là lỗi của tôi. Kép biết Tề Đẳng Nhàn đang uy hiếp mình. Nếu bây giờ ông ta không lấy tiền ra nhất định sẽ bị tên này mượn cớ để đánh tên ông ta vào danh sách dị giáo, đành cắn răng móc chi phiếu viết số tiền. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhận được hai tấm chi phiếu, hắn rút tay phải về, sau đó lại đưa tay trái ra ngoài. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tokalevsky và Kép nhìn hắn với khuôn mặt khiếp sợ, còn chưa đủ. Lại thấy Tề Đẳng Nhàn móc quyền trượng từ đâu ra, cầm bằng tay phải. Giọng điệu ôn nhu, thánh chủ đã nói nếu đã duỗi tay trái ra thì phải duỗi cả tay phải. Lý Vân Uyển khiếp sợ, không phải là nếu người ta tát vào mặt bên trái của bạn, hãy thò mặt ra bên phải ra sao? Từ khi nào thành thế này rồi? WDNM, Tokalevsky chửi thầm trong lòng nhưng vẫn cắn răng lấy ra thêm một tấm chi phiếu, viết thêm 100 triệu cho hắn. Tề Đẳng Nhàn nói với kép, vừa rồi không phải ông nói muốn đưa trang viên này cống hiến cho thánh chủ. Ủ rượu để phụng thánh chủ vào chủ nhật sao, kép tiên sinh thật hào phóng, khiến thế hệ tôi ngưỡng mộ không thôi. Kép đen mặt quay đầu lại gọi người hầu đi lấy giấy chứng nhận bất động sản, sau đó giao thẳng cho Tề Đẳng Nhàn. Cầu xin vinh quang của Chúa mãi chiếu rọi lên hai người. Avada, A-di, Amen, Tề Đẳng Nhàn cầm quyền trượng trong tay, dùng vẻ mặt nghiêm túc phung nhẹ lên, sau đó gõ lên vai hai người. Lý Vân Uyển dở khóc dở cười. Đừng nói là hắn lại muốn Avada Kedavra đấy chứ.
Thủ lĩnh cũng đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu về phía hai người, cảm tạ hai vị đã hào phóng giúp đỡ, chắc chắn thánh chủ sẽ cảm nhận được lòng thánh kính của hai vị. Tuy Kép và Tokarevsky buồn nôn muốn người nhưng vẫn phải cúi xuống trả lễ. Lúc này Tề Đẳng Nhàn lúc này quay đầu lại nhớn mày với Lý Vân Uyển, ý tứ đại khái là em thấy tôi đỉnh không? Khóe miệng Lý Vân Uyển nở một nụ cười nhẹ, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt bỗng biến đổi mang theo sự bất mãn và lạnh lùng. Sao đột nhiên biến sắc, chê mình không kiếm đủ nhiều à? Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta ngẩn người. Nhưng hắn nhất định không ngờ tới, Lý Vân Uyển đã đoán giả đoán non ra được mối quan hệ giữa hắn và Irina Zinva. Lý Vân Uyển cũng không phải đồ ngốc. Tokalevsky nói, trước đây Irina Zinva làm việc cho hắn chứ không nói cô ta làm việc cùng hướng Đông Tinh. Nhưng khi Irina Zinva đến Mễ Quốc giúp Lý Vân Uyển làm việc, bên ngoài mặt lại nói là hướng Đông Tinh sắp xếp tới. Hơn nữa nhìn thái độ Tề Đẳng Nhàn kiên quyết như thế, thoáng cái cô ta đã hiểu ra được mối quan hệ giữa tên cặn bã này và Irina Zinva nhất định không đơn giản. Thôi không sao. Để về nhà nói ngọt ngào một chút là được. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh suy nghĩ. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kép và Tokarevsky, tâm ý của hai vị, bổn giáo chủ và thánh chủ đều đã nhận được. Trang viên này hiện tại đã nằm dưới danh nghĩa thánh chủ, xin mời hai vị rời đi. Trong lòng Kép thầm mắng mẹ nhà hắn, làm gì có ai quá đáng như vậy bao giờ cơ chứ? Ngay cả thủ lĩnh cũng cảm thấy cách làm của Tổng Giám Mục đối với hai vị đại ân chủ này có hơi tàn nhẫn. Hừ! Sau khi Tokalevsky rời khỏi trang viên, ông ta không khỏi hừ một tiếng, tức đến mức mặt đỏ bừng. Ông ta chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Dù là khi đấu tranh với chính phủ của Tuyết Quốc, ông ta vẫn luôn là kẻ nắm giữ tất cả, vậy mà hôm nay lại phải chịu sự sỉ nhục này. Thằng nhóc chết tiệt này, sẽ có một ngày mình tự tay giết nó. Tokarevsky thầm nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu đi ra ngoài. Kép nói theo, Tokarevsky tiên sinh, trang viên của tôi đã bị như vậy. Những điều kiện giữa chúng ta. Chuyện còn chưa thành, điều kiện cái gì? Tokarevsky quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Kép vừa nghe xong, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ ông ta 10.000 lần, nhưng vẫn cắn răng nhịn cục tức xuống. Được rồi, nhịn xuống, ai bảo Tokarevsky trâu bò như vậy? Còn có liên quan đến cả chính phủ Ý, thật sự không để trêu vào. Không còn cách nào khác, số lượng mafia do Kép quản lý có rất nhiều ở Ý, mà cũng chỉ là mafia hạng 2 mà thôi. Nếu như dưới trướng ông ta là mafia hạng nhất thì cho dù chính phủ Ý hay Tokalevsky có trâu bò đến đâu, cũng chẳng là cái thá gì trước mặt ông ta. Tề Đẳng Nhàn cũng là một người hào phóng, nhanh chóng đi vào hầm rượu lấy rất nhiều rượu vang quý ra phân phát cho các kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn. Thủ lĩnh có chút xấu hổ nói, như vậy hơi kỳ thì phải. Gì mà kỳ, mọi người tận trung vì thánh chúa, uống hai chén rượu thì có làm sao? Tề Đẳng Nhàn trả lời. Các kỵ sĩ lấm lét nhìn nhau một phen, cuối cùng vẫn nhận lấy ý tốt của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, EQ của mấy tên người phương Tây này thật sự quá thấp, vẫn là văn hóa giao tiếp của Hoa Quốc cao thâm hơn chút. Nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, đám kỵ sĩ bối rối một lúc. Có chuyện như vậy nữa sao? Dùng súng ép buộc Tổng Giám Mục nhận tiền để Tổng Giám Mục dùng tiền đó đi truyền bá lời dạy của Thánh Chủ. Lý Vân Uyển thì nhìn đến ngây người, đã lâu không gặp, da mặt của tên Tề Đẳng Nhàn này càng ngày càng dày, thủ đoạn lừa tiền cũng ngày càng thuần thục, cái gì cũng có thể quy ra được. Kể cả vị Tokalevsky tiên sinh này cũng vậy, ông ta là một tín đồ cuồng đạo, vì ép tôi nhận tiền mà thậm chí không tiếc dùng tính mạng để uy hiếp. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Tôi rất tôn trọng sự sùng đạo của hai vị tiên sinh đối với thánh giáo của chúng ta, nhưng mà hai người cũng nên chú ý về cách thức thể hiện sự thành kính của mình một chút. Cách thức như vậy quá mức cực đoan, rất dễ bị coi là dị giáo. Thủ lĩnh ở một bên ngơ ngác nhìn Tề Đẳng Nhàn biểu diễn, mở miệng hỏi, cho nên tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào? Một đám kỵ sĩ thánh giáo cũng đần mặt nhìn nhau, không rõ họ đang sướng cái gì. Ôi! Nếu hai nhà tài trợ, hai vị giáo đồ đã thành kính như thế, tôi sẽ thay thánh chủ nhận lấy số tiền này. Đợi sau khi tôi đến Nam Dương xây dựng giáo đường, sẽ không quên khắc tên của hai vị giáo đồ lên trên bia đá. Tề Đẳng Nhàn nói, hướng tay phải về phía Kép và Tokalevsky duỗi ra. Tokalevsky không khỏi run rẩy, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, dù sao thì mình cũng là người đối lý,
chỉ có thể cắn răng lấy chi phiếu trong túi ra, viết một tấm chi phiếu 100 triệu đô la. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy, vội nói với Kép còn chưa ra tay, tín đồ Kép thật sự quá hào phóng, vì truyền bá lời dạy của Thánh Chúa mà đã tuyên bố phải quyên góp hơn 500 triệu đô la. Trong lòng Kép mắng cha mắng mẹ hắn, tuy ông ta là cha đỡ đầu trong giới mafia, hơn nữa còn là chủ nhân của gia tộc Potter, nhưng một lúc đưa ra nhiều tiền như vậy vẫn rất đau lòng. Ông ta cũng đâu phải Tokalevsky, đâu phải là đầu sỏ có thể cướp đoạt tiền của nhân dân. Số tiền đó của ông ta là kiếm từ từng cây đạn dược, từng món hàng lậu, có dễ tí nào đâu. Thủ lĩnh kinh ngạc nói, thì ra Kép tiên sinh là giáo đồ sùng đạo như vậy, thật sự là tấm gương cho thế hệ chúng tôi. Vừa rồi còn nhầm Kép tiên sinh là dị giáo, tôi thực sự hối hận. Tề Đẳng Nhàn vội nói, tôi cũng phải sám hối hành vi của mình, là tôi lầm tưởng ông ấy là dị giáo trước. Tất cả đều là lỗi của tôi. Kép biết Tề Đẳng Nhàn đang uy hiếp mình. Nếu bây giờ ông ta không lấy tiền ra nhất định sẽ bị tên này mượn cớ để đánh tên ông ta vào danh sách dị giáo, đành cắn răng móc chi phiếu viết số tiền. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhận được hai tấm chi phiếu, hắn rút tay phải về, sau đó lại đưa tay trái ra ngoài. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tokalevsky và Kép nhìn hắn với khuôn mặt khiếp sợ, còn chưa đủ. Lại thấy Tề Đẳng Nhàn móc quyền trượng từ đâu ra, cầm bằng tay phải. Giọng điệu ôn nhu, thánh chủ đã nói nếu đã duỗi tay trái ra thì phải duỗi cả tay phải. Lý Vân Uyển khiếp sợ, không phải là nếu người ta tát vào mặt bên trái của bạn, hãy thò mặt ra bên phải ra sao? Từ khi nào thành thế này rồi? WDNM, Tokalevsky chửi thầm trong lòng nhưng vẫn cắn răng lấy ra thêm một tấm chi phiếu, viết thêm 100 triệu cho hắn. Tề Đẳng Nhàn nói với Kép, vừa rồi không phải ông nói muốn đưa trang viên này cống hiến cho thánh chủ. Ủ rượu để phụng thánh chủ vào chủ nhật sao, Kép tiên sinh thật hào phóng, khiến thế hệ tôi ngưỡng mộ không thôi. Kép đen mặt quay đầu lại gọi người hầu đi lấy giấy chứng nhận bất động sản, sau đó giao thẳng cho Tề Đẳng Nhàn. Cầu xin vinh quang của Chúa mãi chiếu rọi lên hai người. Avada, A-di, Amen, Tề Đẳng Nhàn cầm quyền trượng trong tay, dùng vẻ mặt nghiêm túc phung nhẹ lên, sau đó gõ lên vai hai người. Lý Vân Uyển dở khóc dở cười. Đừng nói là hắn lại muốn Avada Kedavra đấy chứ. Thủ lĩnh cũng đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu về phía hai người, cảm tạ hai vị đã hào phóng giúp đỡ, chắc chắn thánh chủ sẽ cảm nhận được lòng thánh kính của hai vị. Tuy Kép và Tokarevsky buồn nôn muốn người nhưng vẫn phải cúi xuống trả lễ. Lúc này Tề Đẳng Nhàn lúc này quay đầu lại nhớn mày với Lý Vân Uyển, ý tứ đại khái là em thấy tôi đỉnh không? Khóe miệng Lý Vân Uyển nở một nụ cười nhẹ, nhưng giây tiếp theo. Sắc mặt bỗng biến đổi mang theo sự bất mãn và lạnh lùng. Sao đột nhiên biến sắc, chê mình không kiếm đủ nhiều à? Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta ngẩn người. Nhưng hắn nhất định không ngờ tới, Lý Vân Uyển đã đoán giả đoán non ra được mối quan hệ giữa hắn và Irina Zinva. Lý Vân Uyển cũng không phải đồ ngốc. Tokalevsky nói, trước đây Irina Zinva làm việc cho hắn chứ không nói cô ta làm việc cùng hướng Đông Tinh. Nhưng khi Irina Zinva đến Mễ Quốc giúp Lý Vân Uyển làm việc, bên ngoài mặt lại nói là hướng Đông Tinh sắp xếp tới. Hơn nữa nhìn thái độ Tề Đẳng Nhàn kiên quyết như thế, thoáng cái cô ta đã hiểu ra được mối quan hệ giữa tên cặn bã này và Irina Zinva nhất định không đơn giản. Thôi không sao, để về nhà nói ngọt ngào một chút là được. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh suy nghĩ. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kép và Tokarevsky, tâm ý của hai vị. Bổn giáo chủ và thánh chủ đều đã nhận được. Trang viên này hiện tại đã nằm dưới danh nghĩa thánh chủ, xin mời hai vị rời đi. Trong lòng Kép thầm mắng mẹ nhà hắn, làm gì có ai quá đáng như vậy bao giờ cơ chứ? Ngay cả thủ lĩnh cũng cảm thấy cách làm của tổng giám mục đối với hai vị đại ân chủ này có hơi tàn nhẫn. Hừ! Sau khi Tokalevsky rời khỏi trang viên, ông ta không khỏi hừ một tiếng, tức đến mức mặt đỏ bừng. Ông ta chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Dù là khi đấu tranh với chính phủ của Tuyết Quốc, ông ta vẫn luôn là kẻ nắm giữ tất cả, vậy mà hôm nay lại phải chịu sự sỉ nhục này. Thằng nhóc chết tiệt này, sẽ có một ngày mình tự tay giết nó. Tokarevsky thầm nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu đi ra ngoài. Kép nói theo Tokalevsky tiên sinh, trang viên của tôi đã bị như vậy. Những điều kiện giữa chúng ta. Chuyện còn chưa thành, điều kiện cái gì? Tokalevsky quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Kép vừa nghe xong,
trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ ông ta 10.000 lần, nhưng vẫn cắn răng nhịn cục tức xuống. Được rồi, nhịn xuống, ai bảo Tokalevsky trâu bò như vậy, còn có liên quan đến cả chính phủ Ý, thật sự không để trêu vào. Không còn cách nào khác, số lượng mafia do Kép quản lý có rất nhiều ở Ý, mà cũng chỉ là mafia hạng hai mà thôi. Nếu như dưới trướng ông ta là mafia hạng nhất thì cho dù chính phủ Ý hay Tokalevsky có trâu bò đến đâu, cũng chẳng là cái thá gì trước mặt ông ta. Tề Đẳng Nhàn cũng là một người hào phóng, nhanh chóng đi vào hầm rượu lấy rất nhiều rượu vang quý ra phân phát cho các kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn. Thủ lĩnh có chút xấu hổ nói, như vậy hơi kỳ thì phải. Gì mà kỳ, mọi người tận trung vì Thánh Chúa, uống hai chén rượu thì có làm sao? Tề Đẳng Nhàn trả lời. Các kỵ sĩ lấm lét nhìn nhau một phen, cuối cùng vẫn nhận lấy ý tốt của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, EQ của mấy tên người phương Tây này thật sự quá thấp, vẫn là văn hóa giao tiếp của Hoa Quốc cao thâm hơn chút. Sau khi trợ giúp Tề Đẳng Nhàn giải quyết sự tình xong, kỵ sĩ đoàn của Thánh Giáo nhanh chóng rời đi. Tề Đắc Nhàn đắc ý vung chi phiếu trong tay về phía Lý Vân Uyển, xem ra làm tổng giám mục cũng không phải chuyện xấu, có thủ đoạn để quang minh chính đại đến tiền rồi. Vẻ mặt Lý Vân Uyển lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên rất bất mãn. À, em bị sao vậy? Tề Đẳng Nhàn có chút khó hiểu hỏi. Anh hỏi em làm sao vậy, trong lòng không tự nghĩ được sao? Lý Vân Uyển khoanh hai tay, tiếp tục cười lạnh. Tề Đẳng Nhàn không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy phụ nữ như quái vật, tâm tư đúng là khó lường, tức giận mà còn muốn hắn tự đoán. Tề Đẳng Nhàn đưa hai tay ra, tại sao trong lòng tôi lại tự biết? Nếu em không nói làm sao anh biết được? Lý Vân Uyển vươn tay nhéo lỗ tai hắn, anh với Irina Zinva có quan hệ gì? Mau nói cho em biết. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, vô tội nói, không có quan hệ gì, lúc trước cô ấy là người của tập đoàn Hướng Thị, chỉ là quen biết bình thường thôi. Hơn nữa tôi cũng đâu phải loại người vì tiền mà bấn người khác chứ. Lý Vân Uyển bốc hỏa, bớt ở đây giả vờ vô tội. Vừa rồi Tokalevsky nói cô ta từng làm việc với anh, tại sao em chưa bao giờ nghe qua chuyện này? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp, à, hình như có làm việc một thời gian, nhưng đâu có gì quan trọng đâu, đúng không? Lý Vân Uyển thấy tên cặn bã này sống chết không chịu thừa nhận thì càng tức giận thêm, em về Mễ Quốc đây. Tề Chờ Nhàn đưa tay kéo cô ta lại, sau đó kéo vào trong ngực, làm sao vậy? Quan hệ giữa tôi và Irina Zinva rất trong sạch. Không có gì cả. Ồ, mối quan hệ mấy chục tỷ à? Vẻ mặt Lý Vân Uyển khinh thường nói. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn có một loại dự cảm xong đời rồi, tại sao Lý Vân Uyển này thông minh như vậy? Chỉ dựa vào một chút tin tức bé tí như vậy đã có thể đoán được quan hệ giữa hắn và Irina Zinva. Đương nhiên Lý Vân Uyển thông minh, dù sao cô ta cũng là sư phụ cho sự giác ngộ của hắn, học sinh dù có thông minh đến mấy cũng không thể qua mặt được giáo viên. Nhìn thấy sắc mặt Tề Đẳng Nhàn có vẻ không hợp lý lắm, Lý Vân Uyển liền biết được suy đoán của mình đã đúng được 8 đến 9 phần. Chỉ là điều mà cô ta không thể tưởng tượng được chính là, Tề Đẳng Nhàn là một tay chơi nghiệp dư như vậy lại dám sắp xếp tiểu tam đến bên cạnh cô ta. Sớm chiều ở chung với nhau làm đồng nghiệp, làm chị em tốt, vậy mà giật bồ người ta. Đừng nghĩ xấu người ta như vậy, lai lịch của cô ấy rất phức tạp, từ từ anh sẽ nói cho em biết. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đối phó, phân tích theo trật tự. Giữa tôi và cô ấy thật ra không như em nghĩ, cô ấy thích tôi nhưng tôi vẫn luôn từ chối cô ấy. Nếu không thì sao lại phải cử một cô gái xuất sắc như vậy sang Mễ Quốc làm việc? Chẳng phải giữ ở bên cạnh sẽ tốt hơn sao? Lý Vân Uyển nghe xong lời này cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng mà vẫn không thể xóa được sự nghi ngờ trong lòng cô ta. Tề Đẳng Nhàn nói bối cảnh cụ thể của Irina Zinva với Lý Vân Uyển, tình cảnh của cô ta có thể tranh thủ lòng thương của người khác, huống chi Lý Vân Uyển cũng là phụ nữ, vốn lại cảm tính. Cái này càng nói càng không đúng, nếu xuất thân của cô ta đặc công, hơn nữa tình cảnh phức tạp như vậy vậy mà anh yên tâm để cho cô ta tham dự chuyến công tác Mễ Quốc sao? Đây chính là thời khắc mấu chốt nhất, nếu xảy ra chuyện gì cả tập đoàn Hướng Thị đều không còn đường lui. Lý Vân Uyển bỗng ý thức được cái gì, nhạy bén bắt được điểm mấu chốt. Phải biết rằng, bởi vì cô ta có quan hệ với Tề Đẳng Nhàn cho nên Tề Đẳng Nhàn mới yên tâm giao tất cả về Mễ Quốc cho cô ta khống chế.
Nhưng Irina Zinva dựa vào cái gì? Chỉ bằng thân thế thê thảm đó thôi sao? Hơn nữa cô ta còn là một đặc công giỏi mê hoặc lòng người. Hỏng rồi. Tề Đảng Nhàn tình huống không ổn, càng giải thích hắn càng gặp rắc rối. Nhìn sắc mặt Lý Vân Uyển càng thêm lạnh như băng, Tề Đảng Nhàn ho khan hai tiếng, cô ấy thông minh hơn người, ở Mễ Quốc có thể giúp em rất nhiều việc. Một lúc lâu sau Lý Vân Uyển mới hừ nhẹ một tiếng nói, nể tình giáo hoàng đã đích thân ban phước cho chúng ta, lần này em sẽ tha cho anh. Trong lòng Tề Đảng Nhàn thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật là bác ái, cũng may hắn đối xử tốt với mọi người. Loại chuyện như để giáo hoàng ban phước, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào không ao ước. Lý Vân Uyển có nhắc qua, lúc ấy còn cảm thấy chuyện này nhất định không thể thành. Nhưng không nghĩ tới Tề Đảng Nhàn lại có thể mang tới kinh hỉ lớn như vậy cho cô ta. Những hạnh phúc và sự chăm sóc tích lũy từng chút một, tụ cát thành tháp đã sớm trói buộc cô ta lại. Cảm giác giống như đi trên dây thép đi qua vách núi. Quả nhiên đàn ông đào hoa khó sống thật đấy, trong lòng Tề Đảng Nhàn thầm nghĩ, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Lý Vân Uyển nói, chọn ngày lấy giấy chứng nhận đi. Được rồi, Tề Đảng Nhàn nhanh chóng đáp ứng. Dù sao thì chỉ cần là người khác nói chuyện này, hắn đều sẽ rất sảng khoái mà đáp ứng. Loại chuyện này ngàn vạn lần không thể do dự. Do dự sẽ bại trận. Đây chính là danh ngôn để đời của Ngụy Minh, hắn luôn nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ Lý Vân Uyển càng ngày càng có khí khái của chính thất, có lẽ là bởi vì sự nghiệp gần đây ngày càng phát triển, gặp được nhiều nhân vật lớn hơn, tầm mắt lẫn khí chất đều không giống với trước kia. Thấy thái độ của Tề Đảng Nhàn đối với việc mình nhắc tới vẫn khiến bản thân hài lòng như trước, Lý Vân Uyển gật đầu nhẹ, phần lớn bất mãn trong lòng cũng biến mất một ít. Trang viên này giao cho em xử lý, sang tên gì đó em cứ việc, những chuyện này tôi không có thời gian làm. Tề Đảng Nhàn nói, có thể để cho Irina Zinva đến làm, năng lực nghiệp vụ của cô ta được lắm, cam đoan không lọt bất kỳ thứ gì. Lý Vân Uyển mỉm cười tao nhã. Đương nhiên Tề Đảng Nhàn có thể nhìn thấu sát khí trong nụ cười này, hắn lắc đầu nói, tài sản lớn như vậy tất nhiên phải giao cho người tín nhiệm nhất thực hiện. Vân Uyển em chính là người cấp giấy lái xe cho tôi, cũng là người tôi tín nhiệm nhất, ngoài em ra không còn ai khác. Trong lòng hắn thầm bổ sung, Dương Quan Quan tôi bồi dưỡng cũng là người của tôi. Hướng Tổng cùng trên chiếc thuyền với tôi cũng coi như là người của tôi. Trần Ngư là bạn thân nguyện ý để cho một mình tôi nhìn chân, đương nhiên cũng không phải là người ngoài. Lý Vân Uyển nghe được câu trả lời của Tề Đảng Nhân hài lòng nói, vậy được rồi, em sẽ giúp anh xử lý. Nhưng cấp giấy lái xe là sao? Tề Đảng Nhàn mập mờ cười, hiểu thì hiểu, em không chỉ là giáo viên dạy lái xe mà còn là cảnh sát giao thông dẫn đường. Sắc mặt Lý Vân Uyển hơi đỏ lên. Tề Đảng Nhàn càng cảm thấy thành phố quá hiện đại cũng không hẳn là chuyện tốt, ví dụ như những thành phố này ở phương Tây rất tốt. Hắn rất thích trang viên này, tuy rằng không trồng ngô ruộng nhưng có vườn nho. Vườn nho rất thơm, mỗi quả nho đều tròn trịa trong suốt, nước nho tràn đầy, mỗi một ngụm đều ngọt ngào. Khó trách trang viên Potter này có thể sản xuất ra rượu vang tốt như vậy. Nam Dương có đồn điền cao su, ý có vườn nho. Tề Đảng Nhàn cảm thấy sau này nhất định phải chuyển sang trồng trọt. Trong vài ngày tiếp theo, Tề Đảng Nhàn và Lý Vân Uyển đã đi du ngoạn ở một số quốc gia châu Âu, sau đó mới đưa cô ấy lên máy bay đi Mỹ. Tề Đảng Nhàn chỉ có thể hy vọng chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa anh và Helena. Nếu việc ghen tuông này làm hủy hoại việc hợp tác lớn thì sẽ không tốt. Cũng đã đến lúc quay trở lại Hương Sơn, lần này. Tôi sẽ trở về một cách công khai và xem ai còn dám cản đường tôi. Tề Đăng Nhàn thể hiện khát vọng tràn trề. Sau khi bị kết tội phản quốc, hắn đã thay đổi danh tính và ẩn nấp ở khắp nơi. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành tổng giám mục vùng phía nam của hội thánh, là một nhân vật quan trọng đầy quyền uy, còn ai dám chĩa mũi tên sai khiến hắn nữa. Hơn nữa, sau khi trở thành tổng giám mục, danh tiếng của Lục Chiến Long cũng đã được rửa sạch. Những người thuộc phe của Phó Phong Vân đã tung ra nhiều bằng chứng quan trọng tại thời điểm quan trọng này, gây ra sự náo loạn trong cả nước Trung Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cường nhân của đế đô đã liên tiếp bị lật tẩy và trừ khỏi vị trí của họ.
Khi Tề Đằng Nhàn tiêu sái phá đảo bằng cách chi trăm tỷ Mỹ Kim ở vương quốc của chúa, điều này khiến người của phe Phó Phong Vân đã bắt đầu thay đổi tình thế. Ngay cả gia tộc Rothschild cũng đã lên tiếng sau khi Tề Đằng Nhàn trở thành Tổng Giám Mục, cho rằng giữa họ có thể có một số hiểu lầm, và những kẻ khủng bố cố tình đổ tội cho Tề Đằng Nhàn. Ngay sau đó, Tề Đằng Nhàn đã tự tin đi đến Hương Sơn. Lần này, cũng có rất nhiều nhân viên của Cục An ninh Quốc gia ở sân bay Hương Sơn, tuy nhiên, họ không tới để bắt giữ hắn, mà là để bảo vệ sự an toàn của hắn. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khi Tổng Giám Mục của nhà Nguyên Thủy Tôn giáo này xuất hiện ở đây, thì sẽ có sự hỗn loạn và hậu quả lớn. Sau này anh em tới câu lạc bộ, có phải cũng phải cải trang không? Tuy nhiên, may mắn thay, những người dân bình thường ở Trung Quốc không tin vào tôn giáo thần thánh, có lẽ họ cũng không chú ý nhiều đến chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu. Tề Đằng Nhàn tự nhủ trong lòng. Tín ngưỡng của người dân Trung Quốc vô cùng đa dạng, vừa tin đến tiên nhân của đạo gia, cũng tin vào Đức Phật của Phật gia, còn có những truyền thuyết ngoại thôn trong dân gian, họ đều tin. Mặc dù Đạo Thánh là một trong những giáo phái lớn nhất trên thế giới, nhưng tại Trung Quốc, sự chú ý mà nó nhận được thực sự không cao lắm. Một vài ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người Tề Đằng Nhàn, ý định giết người mãnh liệt, nhưng không ai dám ra tay. Không thể nào, tên khủng bố vừa mới giết chết nhiều người ở Hương Sơn, trong chớp mắt, đã trở thành Tổng Giám Mục phía Nam của Thánh Giáo. Việc đầu tiên mà Tề Đằng Nhàn làm khi đến Hương Sơn không phải là đi gặp Dương Quan Quan hay Hứa Trường Ca hoặc những người khác, mà là đi thẳng tới gia tộc họ Quý. Trên chiếc taxi đi tới nhà họ Quý, Tề Đằng Nhàn lấy ra một chiếc áo choàng lớn màu đỏ từ túi hành lý của mình. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc tột cùng của tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hắn đã mặc nó lên. Ngài Linh Mục, chúng ta đã đến nơi rồi, người tài xế nhắc nhở sau khi đến nơi. Linh Mục. Tôi rõ ràng là Tổng Giám Mục, Tề Đằng Nhàn cảm thấy không hài lòng và cười khổ. Hắn đã mất rất nhiều tiền để trở thành người đứng đầu, nhưng những kẻ không biết lại nghĩ hắn là một linh mục bình thường, điều này khiến hắn cảm thấy không hài lòng. Sau khi thanh toán tiền cho tài xế, Tề Đằng Nhàn xuống taxi, mặc chiếc áo choàng lớn màu đỏ và cầm cây quyền trượng của Tổng Giám Mục, đi về phía cổng nhà họ Quý. Cốc, cốc, cốc. Hắn gõ cửa. Người mở cửa lần này vẫn là ông già mặc trang phục đường mà hắn đã gặp lần trước. Khi ông già mặc trang phục đường nhìn thấy hắn, khuôn mặt không còn giữ được nét thư thái nữa, lúc đó ông ta kinh ngạc nói, ngươi còn dám tới. Tề Đằng Nhàn cười một cái, nói tại sao tôi không dám tới. Tôi là Tổng Giám Mục của khu vực phía Nam Thánh Giáo, tôi nghe nói người nhà họ Quý cũng theo đạo, cho nên hôm nay tôi đặc biệt đến thăm và truyền bá phúc âm của Thánh Thượng. Ông già mặc trang phục đường nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên kinh ngạc, nói, người thật sự không tới để giết người hay phá hoại chứ. Quý Khải với đôi mắt mờ mịt bước ra khỏi phòng, nhìn thấy một người thánh sĩ mặc áo đỏ đang ngồi trong phòng khách, anh ta không thể không ngạc nhiên. Anh ta ngay lập tức chạy đến và kêu lên, thưa cha, gần đây con luôn cảm thấy mơ hồ, và con không thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, từ khi bị ác quỷ xâm phạm, con luôn đau yếu. Con có tội, xin Chúa Hiển Linh hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Cha thương xót, xin cha hãy xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng con. Tề Đằng Nhàn sững sờ, dường như, sự việc lần trước đã để lại hằn sâu vết thương tâm lý cho Quý Khải, ngay lúc này, tự mình đi lên cầu nguyện. Ông cụ Quý cũng không khỏi sững sờ, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên. Quý Khải buồn bã nói, con rất cần sự cứu rỗi của Thánh Chủ. Đưa con trở lại cuộc sống bình thường, hiện tại mỗi ngày con đều gặp ác mộng. Tề Đằng Nhàn ho khan một tiếng, giơ cây quyền trượng lên, nói một cách chậm rãi, ôi, đứa con tội nghiệp của ta, lý do con luôn gặp ác mộng là bởi vì con vẫn còn nợ Chúa một khoản tiền. Cái gì? Khi Quý Khải nghe thấy điều này, anh ta ngẩn người một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Anh ta chớp chớp mắt thật mạnh, nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Tề Đằng Nhàn. Đột nhiên sợ tới mức suýt nữa thì ngồi xuống đất. Tề Đằng Nhàn nói với vẻ mặt nghiêm trọng, nếu như con không nhanh chóng trả nợ cho Thánh Chủ, vậy thì Thánh Chủ sẽ phái ta đến để trừng phạt con. Quý Khải cuối cùng cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi, anh ta nói với giọng run rẩy, ngươi, ngươi. Thật sự là ngươi, đợi đã, tên khủng bố tàn bạo nhà ngươi.
Sắc mặt của ông cụ Quý nhanh chóng thay đổi, trầm giọng quát lên, Quý Khải, cháu nói chuyện với Tổng Giám Mục với thái độ như vậy sao? Tổng Giám Mục. Chiếc áo choàng màu đỏ của Giám Mục. Quyền trượng của Tổng Giám Mục. Sau khi nghe xong những lời của ông lão Quý, Quý Khải cẩn thận nhìn vào quần áo và cây gậy của Tề Đằng Nhàn, đột nhiên kinh ngạc. Anh ta đã không quan tâm tới những tin tức gần đây, chỉ tập trung vào việc nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Giờ phút này, nhìn thấy Tề Đằng Nhàn đột nhiên trở thành Tổng Giám Mục, anh ta ngay lập tức chết lặng. Vừa rồi, anh ta còn tưởng rằng đây là linh mục mà ông nội Quý đặc biệt mời đến để tư vấn tâm lý cho anh ta, vì vậy, anh ta cứ đi thẳng tới chỗ của Tề Đằng Nhàn để cầu nguyện. Tề Đằng Nhàn vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nói có lẽ Quý Khải đã quên, lúc trước anh ta có đánh cược với tôi rồi sao? Chúa thần chính là người chứng kiến của cuộc cá cược này. Ông lão Quý không nhịn được mà hỏi, cháu đã đánh cược gì với ngài ấy? Quý Khải tức giận tới mức đỏ mặt, anh ta cảm thấy bức bối một lúc lâu, mới nói, lúc hắn nói sẽ trở về Hương Sơn thăm nhà họ Quý, cháu nói sợ hắn không có dũng khí đến, sau đó, cháu đánh cược với hắn một mục tiêu nhỏ. Sau khi ông lão Quý nghe xong, ông không thể nói nên lời. Với dáng vẻ như hiện tại, thì cháu có gì để cá cược? Bây giờ, Tổng Giám Mục đã đến và còn mang theo ánh sáng của Chúa. Quý Khải, cháu nợ tiền của Thánh Chúa, nên bây giờ đã tới lúc trả, nếu không, ta sẽ để cho đại diện của Chúa trừng phạt cháu. Tề Đằng Nhàn thẳng thắn nói, giơ cây gậy trong tay lên, lời nguyền Avada So, người có biết không? Ông lão Quý thở dài thật sâu, nói với Quý Khải, nếu cháu sẵn sàng cá cược và thua, thì cháu phải giữ đúng lời hứa của mình. Quý Khải cắn răng, tìm sổ chi phiếu, ký vào tờ ngân phiếu tiền mặt 1 tỷ, rồi đưa cho Tề Đằng Nhàn. Hửm, mục tiêu nhỏ mà ta nói, sao ngươi biết nó là đồng tiền gì? Vẻ mặt của Tề Đằng Nhàn nghiêm trọng nói. Cái gì, ngươi đang nói đùa gì vậy? Mục tiêu nhỏ của Chủ tịch Vương là đồng tiền nước hoa, mục tiêu nhỏ của ngươi lại trở thành đồng tiền vàng sao, tại sao? Quý Khải tức giận nói Chúa Thánh là người phương Tây, tất nhiên, phải dựa trên tiền tệ của phương Tây làm chuẩn mực. Tề Đằng Nhàn nhẹ nhàng dùng quyền trượng đập xuống bàn trịnh trọng nói. Đối với 1 tỷ mũi kim của nhà họ Lý, Tề Đằng Nhàn cảm thấy mình cũng nên quay trở lại Hương Sơn. Ở Hương Sơn có rất nhiều người muốn lấy mạng Tề Đằng Nhàn, ít nhất có 2 ông chủ lớn là Trần Bá Hạ và Mạnh Thiên Sinh muốn chém kẻ đã đánh chết con trai bọn họ thành 100.000 mảnh. Nhưng mà người ta hiện tại đã là đại chủ giáo của Thánh giáo khu vực phía Nam, không một ai dám hành động liều lĩnh vào lúc này. Nếu có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng thì tốt, nhưng nếu đánh hổ không chết thì hậu quả sẽ không phải là điều mà bọn họ có thể chịu được. Sau khi rời khỏi nhà họ Lý, Tề Đằng Nhàn liền gọi điện cho Dương Quan Quan để hỏi xem cô ấy đang ở đâu và chuẩn bị đi tìm Dương Quan Quan. Dương Quan Quan cười nói, tôi ở nhà chờ anh, tôi còn mang cho anh 2 tín đồ đây. Trong lòng Tề Đằng Nhàn khó hiểu, tín đồ gì cơ? Đợi sau khi quay về biệt thự của Dương Quan Quan, hắn liền nhìn thấy 2 người dạ ma và oán quỷ đang thờ tượng thánh ở trong sân. Mẹ nó, anh không phải là tín đồ Phật giáo sao? Tề Đằng Nhàn đá một cái sau mông oán quỷ, đạp hắn ta như chó ăn phân mà ngã xuống đất. Phật, Phật gì, tôi rõ ràng là một tín đồ trung thành của thánh giáo mà. Điều duy nhất có thể khiến tôi rung động chính là ánh hào quang của thánh chủ mà thôi. Oán quỷ bò dậy. Một mặt thần thánh nói, chỉ là giáo chủ nói rằng thế giới này bị vấy bẩn, tôi nhất định phải giết hết chúng sinh thì thế giới này mới trở nên trong sạch, sau đó tôi mới có thể trở về trong vòng tay của người được. Dạ ma ho khan một tiếng, nói, nhị đương gia, tôi không giả vờ nữa, đã đến lúc thể hiện thân phận tín đồ thánh giáo hơn 20 năm của tôi. Nói xong lời này, hắn ta phanh ngực ra, bên trên xuất hiện một hình xăm, đó là giá chữ thập của thánh giáo. Tề Đằng Nhàn vừa nhìn thấy hình xăm này thì không khỏi dở khóc dở cười, chẳng phải đây là hình xăm mới hay sao? Có lẽ gần đây mới xăm đúng không? Sau khi 2 người này nhìn thấy anh trở thành giáo chủ của Thánh giáo, bọn họ lập tức tuyên bố sẽ đi theo Thánh giáo. Dương Quan Quan mặc một bộ đồ thể thao đơn giản bước ra khỏi phòng, cười một cách bất đắc dĩ. Sau khi Dương Quan Quan bước lên, nhìn thấy vương trượng trong tay Tề Đằng Nhàn, hai mắt cô ấy chợt sáng lên. Đưa tay ra giật lấy. Sau khi lấy được vương trượng, Dương Quan Quan giơ lên,
quơ quơ mạnh hai cái rồi nói, cũng chẳng có ích gì. Tề Đẳng Nhàn đen mặt nói với Dương Quan Quan, tôn giáo không phải là học viện ma pháp. Đây chỉ là quyền trưởng tượng trưng cho quyền lực của giáo chủ mà thôi, nó không phải ma trưởng. Dương Quan Quan thở dài đáp lại hắn, 60 tỷ Mỹ Kim để mua được thứ này. Thật là hao huyết mà. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy thiệt, nhưng hắn có thể làm gì được. Ngoại trừ thánh giáo thì còn có tôn giáo nào có thể tẩy trắng được cái danh kẻ khủng bố của mấy anh đây chứ? Oán quỷ nói với Tề Đẳng Nhàn, kính thưa ngài đại chủ giáo, xin hãy làm lễ rửa tội cho tôi, rửa sạch tội lỗi và để tôi nghe phúc âm của thánh chủ. Dạ ma cũng không chịu thua kém, hắn ta cũng quỳ xuống đất, nói tôi muốn xưng tội với thánh chủ. Tôi có tội, đại chủ giáo, xin hãy ban cho tôi ánh sáng để sau khi chết, tôi vẫn có thể trở về trong vòng tay của thánh chủ. Mí mắt của Tề Đẳng Nhàn giật giật, hắn giơ tay tát mỗi người cái tát nhớ đời. Ở Hương Sơn còn giáo đường, bản thân lại mẹ nó đi tìm thần phụ. Tề Đẳng Nhàn không vui nói. Trong lòng hắn còn đang cảm thấy khó chịu vì 60 tỷ Mỹ Kim của mình đây, hai tên này lại đến đây vỗ loạn mông ngựa, vỗ đến móng ngựa luôn rồi, Tề Đẳng Nhàn có được sắc mặt tốt mới là lạ. Ý định ban đầu của dạ ma và oán quỷ là cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đã trở thành đại giáo chủ rồi, vậy thì tín ngưỡng kia là đòn bẩy không thể chê, bản thân cũng đi tin vào thánh giáo. Ngày tháng về sau ở nhà tù U Đô không chừng có thể tốt hơn được. Nhưng làm sao hai người bọn họ biết được Tề Đẳng Nhàn đã bỏ ra vô số Mỹ Kim để làm đại giáo chủ, máu thịt và trái tim của hắn đều đau đớn, đau đến mức hai quả trứng của Tề Đẳng Nhàn cũng đau. Dạ ma còn muốn nói thêm điều gì, lại bị oán quỷ tóm lại, thấp giọng nhắc nhở hắn ta, sẽ bị đánh chết đấy. Dạ ma run rẩy, ngay lập tức ngừng nói. Đợi sau khi Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan đi vào phòng, hắn ta mới quay sang oán quỷ hỏi, ý cậu là gì? Vỗ mông ngựa vỗ sai rồi sao? Chúng ta là tín đồ cùng giáo hội, cậu phải nhắc tôi đi. Oán quỷ nói với vẻ mặt cổ quái, ai là tín đồ cùng giáo hội của cậu? Chúng ta đều tin vào thánh chủ chứ sao? Dạ ma sửng sốt một chút, sau đó hắn ta cau mày. Thánh chủ là ai? Oán quỷ kinh ngạc hỏi. Dạ ma há hốc mắt miệng. Oán quỷ tiếp tục nói, A-di-đà Phật, bần táng này tin vào 3000 chư Phật ở phương Tây, Vô Biên Bồ Tát, Kim Cương Như Vân, Bát Bách La Hán. Nhưng lại không tin vào thánh chủ nào. Dạ ma đột nhiên nổi giận nói, Hòa Thượng Điên, mẹ nó cậu là người đầu tiên cải đạo, bây giờ lại đổi đạo về rồi. Cậu có ý gì, cậu là đồ khốn nạn. Oán quỷ chắp tay hành lễ, nói A-di-đà Phật. Lòng thành kính của tôi đối với Phật Tổ không thể lay chuyển như núi Tu Di cao 9 vạn trượng. Thí chủ dạ ma, xin đừng loạn ngôn nữa, coi chừng bần tăng sẽ siêu độ cậu. Mặt dạ ma đen lại và như muốn giết chết hắn ta. Oán quỷ vội vàng nói, này, cậu không nhìn ra sao? Nhị đương gia cũng không vui vẻ làm đại giáo chủ, tâm tình hắn rất không tốt. Vừa rồi Dương Tiểu Thư còn nói hao huyết 60 tỷ Mỹ Kim. Tề Đẳng Nhàn chính là dùng 60 tỷ Mỹ Kim mua chức đại giáo chủ này. Cậu nhắc tới lễ rửa tội và xưng tội trước mặt hắn, đây chẳng phải là chọc vào chỗ đau của hắn sao? Dạ ma rốt cục cũng hồi phục tinh thần, kinh ngạc nói, lời cậu nói có vẻ có đạo lý. Còn hơn cả có đạo lý ấy chứ, oán quỷ nói, vì vậy, tốt hơn hết là cậu nên thành thật tin vào Phật Tổ của tôi đi. Dạ ma tức giận nói, vậy thì lão tử phải làm sao chứ? Cậu nói đổi là đổi, lão tử còn có hình xăm đây. Dạ ma vừa nói vừa vỗ mạnh vào hình xăm giá chữ thập trước ngực mình. Oán quỷ sắc mặt cổ quái nói, vậy thì cậu cứ nghiêm túc tin tưởng thánh giáo đi. Vậy thì nhị đương gia sẽ không giết tôi sao? Dạ ma muốn trực tiếp làm thịt oán quỷ, tên khốn nạn lừa gạt đồng đội này, phải treo đầu 3 ngày 3 đêm để hả giận. Cái này không trách tôi được. Cậu nói muốn xăm hình là để bày tỏ lòng thành kính đối với thánh giáo trước mặt nhị đương gia, tôi cũng không ép buộc. Oán quỷ lùi lại một bước, thản nhiên nói. Dạ ma muốn đưa tay ra bóp cổ hắn ta cho đến chết, mới đầu khi xem truyền hình trực tiếp, là tên điên nào đột nhiên cải đức tin chứ. Dạ ma học theo lại còn đi xăm hình. Kết quả thì sao chứ? Lão tử lập tức đi rửa hình xăm, dạ ma nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng làm thế. Cậu có hình xăm lại rửa sạch đi,
rất dễ bị coi là dị đoan. Nếu cậu trở thành dị đoan, nhị đương gia cũng sẽ giết cậu. Oán quỷ sắc mặt nghiêm túc nói. Dạ ma sửng sốt một lát, sau đó lại cảm thấy có lý, đáp lại, vậy lão tử nên làm gì bây giờ? Oán quỷ trả lời, hay cậu lại cùng tôi tin Phật? Chúng ta cùng nhau giết, 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 giết hết chúng sinh, dọn sạch rác rưởi trên thế gian, và cùng nhau thành Phật. Khuôn mặt gầy đến mức quá đáng của dạ ma lập tức cứng ngắc, một lát sau, hắn ta rầu rĩ quay đầu vừa đi vừa nói, tôi giết cậu, mẹ nó. Rõ ràng dạ ma cũng cảm thấy oán quỷ không đáng tin cậy, đơn thuần chỉ là tín đồ lừa đảo mà thôi. Dạ ma đi xóa hình xăm. Hình xăm vừa mới xăm lại phải lập tức rửa sạch, vết sưng tấy trên da thịt vẫn còn chưa biến mất. Thao tác của thợ xăm mạnh mẽ như hổ, khiến dạ ma phải chịu đau thành 250. A a a, đau chết lão tử rồi. Một bao gạo phải gánh lên bao nhiêu tầng. Dạ ma nằm trên ghế, mồ hôi lạnh toát, nhìn tia lết xóa đi hình chữ thập trên ngực từng chút một. Trải qua thời gian dài đau đớn kịch liệt, dạ ma cuối cùng cũng xem như buông lỏng. Dạ ma mang theo thân xác mệt mỏi đi về, mới đi được mấy bước liền nhìn thấy một ông già. Ông già thoạt nhìn tinh thần sáng láng, tóc và râu đã điểm bạc nhưng lưng vẫn thẳng. Dạ ma chỉ vừa nhìn đã biết, tên này nhất định là tu luyện công phu, hơn nữa bản lĩnh còn không tồi. Chỉ có điều, anh ta cũng chẳng lấy làm lạ gì, nhìn xong chỉ muốn rời đi. Nhưng ông lão này cũng chú ý đến anh ta, bèn tiến lên khoác vai anh, cười nói, chàng trai này, có muốn theo ta học võ công không? Ta truyền cho cậu võ công bị thất truyền. Dạ ma không nhịn được móc trong túi ra 50 đồng, nói cầm lấy đi. Cái gì vậy? Ông lão sửng sốt hỏi. Như Lai thần trưởng đó. Dạ ma khó chịu nói. Ông lão nhất thời không nói nên lời, anh ta cho rằng mình là kẻ nói dối sao? Ông lão mỉm cười, nói, võ công của cậu không tồi, hơn nữa trên người mang theo sát nghiệt nặng nề, có lẽ vì vậy mà tu luyện khó khăn. Cậu theo ta học võ công, đảm bảo ta truyền lại võ công thất truyền cho cậu, ít nhất 5 năm, đảm bảo võ công cậu có chuyển biến lớn, dám nói tung hoành tứ hải. Dạ ma híp mắt, nói, có đúng không? Ông mà lợi hại vậy à? Ông lão giơ tay lên, cách một khoảng không mà nhấn nhẹ vào lồng ngực dạ ma, vậy mà dạ ma cảm thấy một lực mạnh mẽ đánh anh ta văng lên trời. Anh ta thở không ra hơi, lúc sau mới cả kinh nói, ngoại cương. Ông lão gật đầu, nói, có muốn học không? Dạ ma hỏi, sao lại dạy tôi? Bởi vì ta sống không được bao lâu nữa, cho nên muốn tìm một đứa học trò để truyền thụ võ công. Ta thấy cậu cũng không tệ. Mặt mũi ông lão vui vẻ nhìn dạ ma, thản nhiên nói. Tuy nhiên dạ ma cảm thấy chuyện tốt không thể tự nhiên rơi từ trên trời xuống, dù gì anh ta cũng kinh qua giang hồ nhiều năm, lập tức cảnh giác, lắc lắc đầu, cảm thấy chuyện này có phần không ổn. Ông lão nói, hả, cậu không muốn à, cái này rất tốt với cậu mà, là cơ hội ngàn năm có một đó. Khi đang nói chuyện, ông lão khoác vai dạ ma. Quên đi. Cho cậu chiêm ngưỡng một chút bản lĩnh của ông đây. Hôm nay có một cô gái theo dõi ta, hôm nay ta đã để cô ta biết khó mà lui. Sau khi nói xong lời này, ông lão liền bắt đầu khoác vai dạ ma kéo anh ta đi chỗ khác. Dạ ma không phản kháng gì, ngược lại còn muốn xem ông lão này nói liên thiên cái gì. Ông lão đưa dạ ma đến một công viên, nhàn nhạt nói, đi theo ta lâu như vậy, cuối cùng cũng lộ mặt rồi à. Cậu đường đường là trung tướng Long Tinh. Giấu đầu lòi đuôi, thật khó nhìn. Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt dạ ma, khiến anh ta kinh hãi, đây chẳng phải Ngọc Tiểu Long sao? Hồng thần sách, ông đã quên mình đã nói gì à? Tuyệt đối không được bước nửa bước vào Hồng Quyền mà, là Hồng Quyền phái ông đến Hương Sơn à? Giọng điệu Ngọc Tiểu Long lạnh lùng, cô nói. Cô gái à, tuy cô là một cao thủ xứng danh trung tướng, nhưng dầu gì cô cũng còn trẻ, người bên trên đều là bậc cao thủ. Cô không xứng để chung mâm với bọn họ đâu. Ông lão được gọi là Hồng Thần Sách cười nói, nhìn Ngọc Tiểu Long từ đầu đến chân, quả nhiên đàn bà không thua kém gì đàn ông, chỉ trong mấy năm mà cô đã có nhiều tiếng tăm như vậy rồi. Ngọc Tiểu Long chứng kiến Hồng Thần Sách đứng bên cạnh dạ ma chỉ thấy nhức đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Dạ ma theo dõi đối thoại của hai người, nắm được thông tin then chốt, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi khiếp sợ,
ông lão này đến từ tổ chức Hồng Bang thần bí, Hồng Quyền đó ư? Nghe đồn, tất cả những cao thủ Hồng Quyền kia đều do Hồng Bang bồi dưỡng ra được, nhất định Hồng Bang sở hữu tất cả tuyệt học chân truyền. Mà song hành với Hồng Bang còn có Long Môn không thua kém gì, lại có thêm một tổ chức Vọng Nguyệt Các, không thiếu gì cao thủ trong đó. Nhưng suy xét lại thì Hồng Bang vẫn chiếm thế thượng phong, dù sao Hồng Bang vốn có lịch sử lâu đời. Ngọc Tiểu Long cũng nắm được rõ ràng, Hồng Thần Sách có thể đi đến Hương Sơn chính là do trao đổi lợi ích giữa những nhân vật cấp cao. Hơn nữa, cô hiểu rằng một nhân vật lợi hại hết lần này tới lần khác lảng vảng ở Hương Sơn, người mà bọn họ nhắm tới chính là hắn. Trải qua sự việc của Lục Chiến Long, cô cũng hiểu ra vài đôi điều khi sự bình tĩnh và tình thế chung là quan trọng, nhưng đôi khi, niềm đam mê cũng không thể thiếu. Khi đó Tề Đẳng Nhàn nếu không đứng ra ắt sẽ mất đi toàn bộ hy vọng, hai chữ chính nghĩa này sẽ còn có ai nguyện ý tin tưởng vào chứ? Sự dũng cảm của hắn khiến mọi người trên thế giới hiểu rằng không có lợi ích đơn thuần, vẫn còn tình bạn và chính nghĩa sáng ngời tồn tại, hơn nữa có người sẵn lòng hy sinh thân mình để bảo vệ chúng bằng mọi giá. Vì vậy, người ta không bị lung lay bởi câu chuyện này mà càng thêm tin tưởng vào chính kiến của mình, tìm mọi cách phản kháng, lật đổ giới cầm quyền độc tài. Nhiều lời vô ích, nếu ông không chịu quay trở lại Hồng Quyền, vậy thì để tôi cho ông lãnh giáo chiêu thức. Ngọc Tiểu Long nhẹ nhàng vén hai bím tóc, mở hai chân đứng tấn, hơi khom người, trên người tràn đầy ý chí chiến đấu. Hồng Thần Sách hướng về phía Dạ Ma nói, sẽ để cho cậu xem một chút bản lĩnh công phu chân chính của ông đây. Ắt sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu. Dạ Ma không khỏi run lẩy bẩy, cho dù bản lĩnh của ông có cao siêu đến đâu, nhỡ mà bị Ngọc Tiểu Long đánh tơi bời, vậy thì chẳng phải cả hai ta đều bị nhốt vào tù hay sao? Ta không giết cô, nhưng sẽ khiến cô sống không bằng chết. Sắc mặt Hồng Thần Sách lạnh lùng, ông nói. Ông đã đến cảnh giới đó, cho dù bản lĩnh cao siêu thế nào thì cũng không thể đánh bại tôi. Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, giẫm mạnh chân trên nền đất, phát ra hai tiếng nổ to như hai quả đạn pháo. Dạ Ma vừa nhìn khóe miệng ngay tức khắc kéo cao lên, vị Ngọc tướng quân này bản lĩnh cao cường, một thời gian không gặp đã có thể luyện đến trình độ này. Nếu bây giờ Ngọc Tiểu Long còn trong ngục tù U Đô, khả năng ngoài tham lang, Nhậm Xuân từng làm vệ sĩ cho Gusinski thì chẳng có ai là đối thủ của cô. Anh ta mới vừa lĩnh ngộ được bí mật của nội đan, đương nhiên nhìn ra được đan trong bụng cô ta, trong nháy mắt khí huyết, trọng tâm cơ thể và năng lượng đã quy tụ về đó. Anh ta vẫn chưa đạt đến trình độ đó nữa. Đương lúc anh ta đang tự hỏi tại sao thì Ngọc Tiểu Long đã vọt tới chỗ Hồng Thần Sách, một cú nhảy đã có thể bật xa cự ly 10 thước, cơ thể nhẹ nhàng như chim hạc, nhưng cơ bắp lại mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Cô giơ tay lên, gồng cứng các nhóm cơ lưng, sức mạnh truyền qua cánh tay, cô giương tay như tư thế chim hạc trắng, giữ cơ thể cân bằng, lại tựa như nhất phi trùng thiên vậy. Hồng Thần Sách vừa thấy chiêu này của Ngọc Tiểu Long đã biết ngay đó là bạch hạc lưỡng xí. Cả người lập tức căng cứng, ánh mắt tập trung nhìn. Trong nháy mắt khi quyền của Ngọc Tiểu Long sắp chạm tới, Hồng Thần Sách vặn mình, thân hình già nua xong lại rắn giỏi uyển chuyển, lập tức lao đến. Dạ Ma chứng kiến ông lão này thể hiện võ công, cảm thấy hơi hít thở không thông, ông lão này thật đúng là cao thủ xé toạc hư không, được diện kiến thần minh. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, kỹ năng võ thuật và cơ thể mới không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác mà suy yếu dần. Cảnh giới như vậy, cho dù là trước thời khắc sắp chết đôi ba phút cũng có thể đội mồ sống dậy, đánh ra những quyền pháp uy lực khiến người khác kinh sợ. Hồng Thần Sách đối mặt với công kích hung mãnh của Ngọc Tiểu Long, không lùi mà còn tiến tới, từng bước lấn át cơ thể đối phương, đánh ra một đòn như muốn nghiền nát cơ thể cô, muốn trực tiếp đánh vào tâm cô ta. Thế tiến công của Ngọc Tiểu Long bị chặn trong nháy mắt, cô lập tức khép chân lại, ưỡn ngực về phía trước. Như muốn đẩy đòn tấn công của Hồng Thần Sách trong ngực ra ngoài. Sau khi Ngọc Tiểu Long phòng ngự đòn tấn công hung mãnh của Hồng Thần Sách, cô giơ tay phải lên, thét lên một tiếng trên không trung rồi đánh thẳng vào ót của Hồng Thần Sách. Khi cô ra đòn tấn công, cánh tay lúc trước vốn mềm mại bỗng chốc trở nên cứng như đá, từng thớ gân nổi lên gân guốc trên da thịt, từng thớ cơ phối hợp nhịp nhàng với nhau, cả cánh tay cô bỗng nặng như chì, mạnh mẽ không sao tả nổi. Đòn roi của Thái Cực Quyền luôn nổi tiếng vì sự hung hãn, bởi vì đối tượng võ thuật của đòn roi không phải là roi mềm mà là loại roi thép được Uất Chỉ Kính Đức sử dụng.
Đối mặt với sự hung hãn trong đòn đánh của Ngọc Tiểu Long, cũng không hoảng loạn, ông ta nhẹ nhàng xoay người một cái, đan điền trong cơ thể tựa như một dòng suối lạnh lẽo, tự do biến hóa. Một bàn tay từ dưới xương sườn lặng yên thò ra, không dùng chút sức lực nào, chỉ lặng lẽ chạm vào eo Ngọc Tiểu Long, ngón tay sắp đâm vào. Ngọc Tiểu Long không thể ngồi không, mặc dù công phu của Hồng Thần Sách mạnh mẽ đến đâu, đạt đến cảnh giới ra đòn không phát ra tiếng động, nhưng thái cực quyền của cô vẫn có thể cảm nhận rõ chuyển động của đối phương rõ như ban ngày, cô sẽ nắm bắt thời khắc ra đòn, hạ một đòn mạnh vào các đốt ngón tay của Hồng Thần Sách. Một chiêu này của cô tràn đầy uy lực, tựa như uy lực từ một khẩu đại bác bắn ra vậy. Bị một lực mạnh mẽ đánh vào, lại thêm quyền ý cường hãn, tạo ra một vụ nổ năng lượng, dễ dàng khiến người ta như ngửi được mùi thuốc súng. Quyền ý như thế này vô cùng thượng thừa, có thể ảnh hưởng đến tâm thức đối phương, tác động mạnh vào tinh thần và nhận thức của họ. Bất thình lình, chợt một bàn tay xuất hiện từ phía sau người Ngọc Tiểu Long, nhẹ nhàng nhấc lên, năm ngón tay uyển chuyển như đóa hoa sen nở rộ, mang theo quan niệm nghệ thuật hoa sen vàng trồng trong lửa trong đan dược của đạo giáo. Lông mày trắng của Hồng Thần Sách nhẹ nhàng cử động, biết rằng mình không thể để Ngọc Tiểu Long bắt được hai cánh tay, nếu sơ sẩy, xương cốt sẽ lập tức bị cô ta bẻ gãy. Ông ta lắc vai, vội vàng rụt cánh tay lại, đồng thời nhấc chân phải lên xoay vòng trong không trung đá mạnh vào chân Ngọc Tiểu Long. Kỹ năng của Ngọc Tiểu Long không còn như trước nữa, toàn bộ xương khớp của cô linh hoạt đến phi thường, đặc biệt là khi cô làm điều đó, trọng tâm của cô tập trung vào khu vực xương cụt, giống như một con chuồn chuồn chạm vào nước không để lại dấu vết, nhẹ nhàng và khéo léo. Khi gặp phải thế tiến công bất ngờ không thể cản phá, xương cụt cô lại giống một chú chuồn chuồn nổi trên mặt nước, thời điểm một lực mạnh mẽ gần đến, lập tức bật ngược về sau, tránh khỏi được sát chiêu. Quả nhiên, theo cột sống của Ngọc Tiểu Long giật lên, toàn thân cô nhẹ nhàng bật về phía sau. Ở một bên, Dạ Ma lặng lẽ quan sát cuộc chiến, chỉ thấy quyết định rút lui của mình vô cùng khôn khéo, khiến anh ta cảm thấy mờ mịt trong lòng. Nhưng Hồng Thần Sách cũng không buông tha cho Ngọc Tiểu Long, ông ta đuổi theo, lại một cước đá Ngọc Tiểu Long, đánh trúng vào âm đạo của Ngọc Tiểu Long. Lão già này hung hãn như vậy, bất kể là quyền ý hay lực quyền hay thể lực đều trên cơ Ngọc Tiểu Long. Dạ Ma không khỏi kinh hãi, nhưng, hắn nói tuổi thọ của hắn không dài. Được rồi, coi như thọ nguyên xương đả thương tên này cũng vô dụng, lão nhị cũng muốn vặn đầu hắn. Sau khi Ngọc Tiểu Long rút lui, thân thể cô yếu đi hẳn, cảm giác đau đớn từ thắt lưng truyền đến, cho dù có dùng đến đòn đánh lâu thủ ảo bộ. Mặc dù bị Hồng Thần Sách đá vào âm đạo, nhưng động tác của cô vẫn không chút thay đổi. Sau khi giữ chặt một chân của Hồng Thần Sách, Ngọc Tiểu Long chắp năm ngón tay lại, ngón tay giống như tia kiếm, khiến người ta có cảm giác hoảng sợ, chỉ về phía bụng dưới của Hồng Thần Sách. Ngực bụng Hồng Thần Sách bỗng nhiên co rụt lại, khó khăn lắm mới tránh được chiêu hải đế châm của Ngọc Tiểu Long, lưng ông ta cong lên như con tôm, hai cánh tay dang rộng, trực tiếp đập vào đầu và vai của Ngọc Tiểu Long, chính là chiêu thức song trảm chùy. Thời khắc này tựa như lúc Lý Nguyên Bá nâng chùy chém giết kẻ thù. Cho dù phía trước có là một ngọn núi, tất cả đều bị đánh cho tơi bời y như nhau. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Long vẫn như cũ, cô dồn trọng tâm vào thắt lưng, cả cơ thể được cường hóa, đối mặt với hai quyền tiến đánh tới, cô giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng di chuyển. Chỉ có điều, thực lực của đối phương quá mức hung mãnh. Mặc dù Ngọc Tiểu Long không còn dị năng, nhưng ông ta vẫn là bị chấn động, sắc mặt tái nhợt, từng bước nặng nề lùi về phía sau. Quả nhiên, thằng nhãi này Tề Đẳng Nhàn này nói không sai, gặp phải người chênh lệch thực lực quá lớn, thứ gọi là bốn lạng địch ngàn cân vốn không đáng tin cậy. Hơn nữa cũng chỉ là nhu kình, không thể đả thương ta được. Ngọc Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi Hồng Thần Sách mới đánh ra hai quyền, bộc phát ra năng lượng xé toạc hư không, cho dù Ngọc Tiểu Long cố gắng giảm bớt uy lực, nhưng nguồn năng lượng quá lớn, căn bản là cô vẫn phải nhận về, không thể dỡ bỏ tận gốc được. Cái gọi là mượn lực chỉ là dẫn lực của đối phương làm cho cơ thể đối phương mất thăng bằng, mới đạt được hiệu quả đánh trả. Thái cực quyền chân chính không chỉ để đánh người, mà còn dùng để bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt. Hai quyền vừa rồi của Hồng Thần Sách bị Ngọc Tiểu Long đỡ được, lập tức thuận thế áp chế cánh tay, nghiêng người đánh tới. Khi cánh tay bị tấn công, nó bắt đầu dính đầy máu và trở nên dày hơn gấp đôi,
gấp 3 lần, như thể một thanh sắt lớn đã nhảy qua. Hô! Ngọc Tiểu Long hung hãn thở ra một hơi, bàn chân nhảy trên mặt đất, né tránh mấy lần. Cơ thể cô nhanh như chớp, cô lao tới bên trái Hồng Thần Sách và đấm mạnh vào thắt lưng ông ta. Trong mắt Hồng Thần Sách không khỏi toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Ông ta chính là một cao phủ bất khả xâm phạm, dù cho hao mòn thể lực, tổn thương thể xác cũng đều có thể tự mình hồi phục. Thế nhưng, là người có sinh mệnh yếu ớt, thọ nguyên cắp cạn, tinh thần khó mà kiên định. So chiêu cùng cao thủ như Ngọc Tiểu Long, thứ bị tiêu hao nhiều nhất chính là tinh thần, nếu hao tổn quá độ, chỉ e đang đánh giữa trận có thể lăn quay ra chết bất đắc kỳ tử, đó cũng là chuyện dĩ nhiên. Cũng chính bởi vì điều này, Ngọc Tiểu Long mới có thể đơn thương độc mã khiêu chiến đến với Hồng Thần Sách. Vì vậy, hô hấp của Hồng Thần Sách nháy mắt đột ngột trở nên nặng nhọc. Ánh mắt Dạ Ma chỉ mờ đi khi nhìn thấy Hồng Thần né nắm đấm của Ngọc Tiểu Long, sau đó liên tục tiến lên 3 bước, sau 3 bước này, mỗi lần ông ta tiếp đất, cả nền đất dường như rung chuyển. Cùng với 3 bước, còn có 3 cú đấm. 3 cú đấm này khiến anh ta cảm thấy khó tả, không nhân lực nào có thể sánh bằng. Khi Ngọc Tiểu Long nhận được cú đấm đầu tiên, bàn tay của Ngọc Tiểu Long đã thả lỏng sức lực, khuôn mặt xinh đẹp của cô đột nhiên đỏ bừng, rồi tái nhợt. Nhận quyền thứ hai, cô dùng tới chiêu thức lãm tước vĩ, sắc mặt chuyển sang xanh xao. Ở quyền thứ ba, cô trực tiếp dùng chiêu như phong tự bế đẩy uy lực ra ngoài, nhưng trọng tâm cơ thể lại dồn vào ngay chính xương cụt, cơ thể chịu một đòn công kích mạnh mẽ, xương cụt và trọng tâm như một con chuồn chuồn đạp nước. Vừa rơi xuống đã lập tức mượn lực bắn người về phía sau. Lần bay này của Ngọc Tiểu Long, lưng cô va vào một cây đại thụ, chân phải cô nhấc lên, từ từ lui về sau chống đỡ, mượn lực đỡ của cây mà đạp một cái, cả người lập tức bắn về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, khi cô vừa bắn mình lên thì cây đại thụ ở phía sau kia ngã rầm xuống, phát ra tiếng oành. Dữ dội! Còn muốn đánh sao? Nếu tiếp tục đánh thì ta không nương tay đâu. Hồng Thần Sách nhìn Ngọc Tiểu Long, chậm rãi nói. Dưới mũi Ngọc Tiểu Long chảy ra 2 dòng máu đỏ tươi, đúng là chảy máu mũi, cô giơ tay quẹt ngang lau đi vết máu, nói quả thật đúng là cao thủ đã diện kiến thần linh, dù bao nhiêu tuổi vẫn có thể chiến đấu. Sau khi cô lau sạch máu mũi không khỏi cười cười một tiếng, đứng giữa 4 bể yên lặng, thét lớn, tới đi. Tôi không phải người Tạ gia, nhưng tôi có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tạ gia. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nhìn Tạ Thiên Lệ nói, ngươi nên nhớ rõ lần trước ngài Lôi đã nói gì, đừng nghĩ lại đến Hương Sơn gây phiền phức. Tạ Thiên Lệ khinh thường nói, Lôi gia hiện tại không rảnh để tự bảo vệ mình, anh còn có tư cách khoe khoang trước mặt tôi sao? Tề Đẳng Nhàn nói với Hà Lạc, nếu Hà Tổng tin tưởng Tạ gia như vậy thì tôi cũng chỉ có thể nói cho Hà Tổng biết, Tạ gia cũng không quá đáng tin cậy như vậy. Nói xong, anh gọi điện ngay cho Đồ Phu. Hôm nay Đồ Phu tự cho mình nghỉ một ngày, lười biếng tựa người vào bể bơi, tay trái cầm ly rượu vang đỏ, tay phải cầm điếu xì gà, có 2 người đẹp mặc bikini đang hầu hạ. Muốn nói đến khả năng chịu chơi thì tên Đồ Phu đó đã ở cấp độ tổ tiên rồi. Tề Đẳng Nhàn biết được nhiều thứ mới lạ từ miệng anh ta. Trước đây anh từng khinh thường thói trụy lạc của Đồ Phu, nhưng sau khi Lý Vân Uyển cấp bằng lái cho anh mới nhận ra trước đây mình chỉ là một tên hề. Nhị đương gia, có chuyện gì vậy? Đồ Phu khách khí nói. Vị đương gia Tề Đẳng Nhàn này anh ta không đắc tội nổi, cũng không dám đắc tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, thằng nhóc kia hôm nay có đủ dinh dưỡng không? Có tiện lấy chút máu không thế? Đồ Phu mỉm cười nói, hôm qua mới bỏ vào 2 cái túi, chắc phải để lâu hơn mới được. Tề Đẳng Nhàn nói, không sao đâu, tôi sẽ gọi video cho Tạ gia, lại đưa thêm 1 túi khác. Đồ Phu lập tức đồng ý, sau đó yêu cầu người đẹp mặc bikini đang hầu hạ mình lấy áo choàng tắm dài đến để mặc vào, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới của mình ở bệnh viện làm việc. Bảo người của Tạ gia kiềm chế đi, đừng xen vào việc của người khác, bằng không thì cứ giải phẫu phần dưới đầu đi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Tiền hết rồi à? Đồ Phu không vui trả lời. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, hả? Đồ Phu vội vàng nói, nhị đương gia thánh minh. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cúp điện thoại, mỉm cười nói với Hà Lạc, có thể đợi 5 phút được không? Hà Lạc vẻ mặt thờ ơ nói, tôi muốn xem cậu có thể làm được chiêu trò gì.
Trần Ngư cũng không lo Tạ Gia sẽ tranh cãi đến cùng với Tề Đẳng Nhàn. Dù sao ở Tạ Gia Tạ Thiên Tiều có địa vị không thấp, hơn nữa hắn ta là con dòng chính. Thiếu gia Tạ Gia đã bị Tề Bất Ngữ giết chết, nếu như Tạ Thiên Tiều lại bị giết, dòng chính Tạ Gia sẽ tổn thất quá lớn. Hà Gia không phải là cha ruột của Tạ Gia, cần gì phải liều mạng của Tạ Thiên Tiều để giúp đỡ họ. Tạ Thiên Lệ khinh thường nói, chỉ là bịp bợm thôi. Đồ Phu hành động rất hiệu quả, anh ta gọi video thẳng cho Tạ Gia, sau đó bắt đầu lấy máu Tạ Thiên Tiều. Cha, ông nội, cứu con với, nhanh cứu con đi. Những kẻ này không phải là con người, thỉnh thoảng chúng lại lấy máu con. Tạ Thiên Tiều bị trói vào giường bệnh đau đớn kêu lên. Xuyệt, thằng nhóc, đừng khóc, một lát nữa sẽ qua thôi. Đồ Phu cười nói, cắm ống tiêm vào mạch máu. Người Tạ Gia không khỏi tức giận gầm lên, các người có ý gì? Hôm qua chúng tôi mới trả 10 triệu tệ, anh đã đảm bảo trong vòng một tuần sẽ không hành hạ nó nữa. Ai bảo đảm, Sân tướng quân ư, ồ, ngài ấy nói chuyện luôn không giữ lời. Thuộc hạ của Đồ Phu đĩnh đạc đáp lại. Tạ Thiên Tiều bị rút một ống máu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, gần như muốn chết ngất đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.